nào, chỉ có gọi là người yêu sơ sơ thì chỉ có khoảng đúng là một mối tình thôi chị. Hồi nào thì em cũng chưa có chính thức quen ai, em cũng có những người bạn tri kỷ nhưng mà chưa có đi đến tình yêu ạ. Điểm yếu là khả năng tán gái hơi kém. Tán gái hơi kém. Dạ, lúc em làm CV cho chương trình thì em có mong muốn là được gặp một người cao ráo, trắng trẻo. Nhưng mà em nghe ảnh là kỹ sư xây dựng nên em nghĩ là anh không có trắng lắm. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi đi em. Dạ. Rồi mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, em xin chào hai anh chị MC, chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh. Em xin chào khán giả có mặt tại trường quay. Và em xin chào bạn trai ạ. Em tên là Thu Hằng ạ. Hiện tại em 32 tuổi. Em đang là giám đốc quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, nhánh Củ Chi ạ. Và quê quán mình ở đâu? Dạ, gia đình em ở Củ Chi luôn ạ. À, Củ Chi luôn. Mời em trai. Xin chào MC Quyền Linh Nhân Hậu và chị MC Ngọc Lan xinh đẹp, và chào toàn bộ khán giả trong trường quay. Chào bạn nữ bên cạnh. Dạ, em tên là Nguyễn Duy Khánh, em là kỹ sư xây dựng, hiện tại đang làm cho một công ty Nhật Bản, trụ sở công ty là ở quận 1. Nhà em là ở đâu, quê ở đâu Khánh? Dạ, quê gốc em thì ở Quảng Trị. Rồi hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh em ở đâu? Hiện tại thì em đang ở chung cư bên quận 9. Tức là mình ở nhà mình luôn hả? Dạ dạ. Rồi bây giờ mình có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì là cũng khá là sôi nổi á, hoạt bát ạ. Nhưng mà đồng thời là cũng là khuyết điểm của em là trong công việc là em nói hơi nhiều á chị. Nhưng mà trong cuộc sống thì có nói nhiều không em? Dạ có luôn chị. Bên nhà trai nghe tới chỗ này chắc cũng hơi lùng bùng lỗ tai. Với kỹ sư xây dựng thì có nói nhiều không? Em thì cũng tùy lúc thôi em. Tùy lúc thôi đúng không? Lúc nào cần thì nói nhiều, mà còn bình thường thì cũng ít nói. À dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì Khánh? Dạ, điểm mạnh của em thì nhân hậu, thiện lương và nhẫn nhịn. Tốt rồi, có điểm yếu gì không? Điểm yếu là khả năng tán gái hơi kém. Tán gái hơi kém. Khả năng tán gái mà hơi kém, rồi mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em gần như chưa có mối tình chính thức nào, chỉ có gọi là người yêu sơ sơ thì chỉ có khoảng đúng là một mối tình thôi chị. Người yêu sơ sơ là sao em? Dạ, người yêu sơ sơ là nghĩa là yêu vào rồi nhưng mà không có định hướng đến tiến xa hơn. Quen được bao lâu thì chia tay? Dạ, nếu mà tính tổng thời gian thì gần 4 năm, nhưng mà cái khoảng thời gian đó thì em ở hay đi làm bên Campuchia, thì trước dịch 2 năm á thì khoảng cỡ tầm 1 tháng em về một lần, nên cái khoảng thời gian gặp nhau cũng ít. Và cái đợt mà dịch vừa rồi á thì em ở bên Campuchia gần 1 năm rưỡi. Nên cũng xa nhau rồi, cũng không gặp nhau nhiều rồi, cũng cái định hướng không tiến xa hơn á. Bây giờ thời gian không có gần bên nhau nhiều đúng không? Dạ, nên mỗi người mỗi đường đi riêng em. Bây giờ em muốn tìm một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, người yêu lý tưởng thì nhân hậu và nhẫn nhịn và thiện lương thôi anh. À, cũng giống như em vậy đó hả? Dạ. Dễ thương quá à. Rồi nhà gái mình bao nhiêu mối tình cưng? Hồi nào thì em cũng chưa có chính thức quen ai. Có sơ sơ với người không? Dạ dạ không chị, em cũng có những người bạn tri kỷ nhưng mà chưa có đi đến tình yêu ạ. À, chào em gái. Bên đây chưa có, bên đó cũng chưa có, nói chung là trai có mối tình sâu sắc hết trơn ha. Giờ mong muốn có bạn trai như thế nào nè? Em mong muốn tìm được một người là có thể nghiêm túc trong tình cảm và có thể là chia sẻ với em những cái cuộc sống và công việc của mình. Tức là nghiêm túc trong cuộc sống là sao? Là yêu là cưới luôn, chứ không phải là quen sơ sơ. Hả? Dạ. Tả thử cái hình dáng có giống bên kia không? Dạ, lúc em làm CV cho chương trình thì em có mong muốn là được gặp một người cao ráo, trắng trẻo. Nhưng mà em nghe ảnh là kỹ sư xây dựng cho em nghĩ là anh không có trắng lắm. Thôi sao biết, kỹ sư ta ngồi trong phòng không, sao ta vẽ không làm sao? Để qua coi, để qua coi. Không. Dạ chào. Ngon lành lắm. Dạ. Không có được trắng như bông bưởi thôi, nhưng mà là cũng trắng. Được đúng không mọi người? Được. Rồi gì nữa còn nè, gì nữa. Để chị ở bên đây chị ngó luôn nè. Dạ, công việc của em là cũng khá là nhiều áp lực, với lại là cũng có đi giao tiếp nhiều á, thì em hy vọng là bạn trai sẽ hiểu và chia sẻ. Với lại là đối với em thì công việc và gia đình của em là ổn định, cho nên là em hy vọng là sẽ tìm được một người là có thể hiểu và đồng cảm với mình trong cuộc sống. Được không chàng trai bên kia? Dạ, em thấy cơ bản là em được 80% về cái đặc trưng công việc của bạn ấy, thì đi tiếp khách nhiều hay này nọ, thì em cũng là một người nghiêng về gia đình và cũng có thể bếp núc hay là nấu ăn đồ, những cái công việc đó thì em vẫn làm được. Trời và ơi. Cái sự nhận nhịn thì chắc là ok.
Dễ thương quá à. Em còn điểm gì không thích ở con trai nữa không? Em không thích tính gia trưởng à. Bên đây nhường nhịn lắm, bên đây chị thấy dễ thương lắm, họ lành tính á. Theo cảm nhận của chị là như vậy. Dạ. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ em đi với lại đồng nghiệp của em ạ. Rồi chào đồng nghiệp. Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Thì em là Bảo, là đồng nghiệp của chị Hằng. Tính chị Hằng trong công việc á, chị Hằng thì rất là người xông xáo và hay giúp đỡ anh em trong phòng. Chị Hằng cũng rất là biết quan tâm người khác và hay giúp đỡ những người có khó khăn, hoàn cảnh khó khăn. Tuy là nhiều lúc mạnh mẽ nhưng nhiều lúc cũng tính hơi trẻ con xíu. Cái này thì nếu anh thích mọi người, lúc ra làm việc thì còn mạnh mẽ, lúc về nhà thì pha xíu trẻ con thì chị Hằng em rất là phù hợp. Biết trẻ con đúng lúc là xuống. Dạ. Em thấy chú rể thì sao cưng? Dạ, thì anh thấy anh trai thì công việc thì ổn định, bề ngoài thì rất cũng ưa nhìn. Hai anh chị là đều có công việc ổn định hết rồi, thu nhập cũng khá giả. Thì nếu anh chị tìm được cái tiếng nói chung á, nên đến tới xa hơn. Cảm ơn nhà gái. Xin chào mọi người. Nhà trai mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ với Thiếm ạ. Ồ, có mẹ hả? Dạ. Dạ con chào cô. Dạ em đại diện cho mẹ của Khánh á. Dạ. Biểu em là tên là Kim Ngân, là thím của Duy Khánh. Về Duy Khánh á thì bạn là một người tính cách rất là chân thành, hiền hòa. Đặc biệt là bạn là một người dành cho gia đình. Bạn có thể chia sẻ được tất cả những cái công việc, đặc biệt là công việc nhà, và có thể hỗ trợ rất rất là đắc lực cho bạn nữ bên này. Bạn nữ thì bề ngoài thì rất là ưa nhìn. Công việc của bạn nữ thì có thể là rất là khó khăn trong việc chăm sóc gia đình, thì bạn Khánh là một người hỗ trợ rất là tốt. Hay quá. Cô ơi, cô có một vài câu để con dâu này thì tương lai cô thấy thế nào cô? Thứ hai, em xinh đẹp. Tôi thấy cô bé này xinh xắn, dễ thương, tôi đồng ý rồi đó. Hai con có thể cho nhau một cơ hội để tiến tới xa hơn. Vậy thôi. Dạ, dễ thương quá. Cô đồng ý rồi đó. Dạ. Đó. Thấy rồi mẹ. Cô đồng ý rồi thì mình mở rào coi hai đúng trẻ rồi. Có đồng ý không? Mở rào. Cười vui vẻ lên nào. Chuẩn bị thôi, Khánh ơi. Dạ. Bạn đó dễ thương lắm, bạn đó dễ thương lắm. Em hỏi nhiều nhiều một chút để em hiểu hơn về bạn chứ bạn. Tới đi Khánh. Chị thấy ok. Chào Hằng, em có món quà nhỏ tặng em. Trong này thì có son và mặt nạ đắp mặt. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ em cũng có đem lên cho chương trình và anh một cái phần quà là củ mì của quê hương Củ Chi của em á. Cái này địa đạo Củ Chi anh có món này luôn á. Dạ. Trời, ở này nước cốt dừa để vô đó thôi. Rồi, cảm ơn em. Thấu trời mây luôn. Chào Hằng ạ. Dạ em chào anh ạ. Thì lúc nãy giới thiệu thì cùng qua anh cũng làm công ty bên xây dựng. Nhưng mà lúc trước thì anh hay đi, trước khi tham gia chương trình á thì anh cũng đổi công việc, thì giờ nó nghiêng về văn phòng một xíu. Thì nó cũng sẽ ít đi lại. Và buổi tối thì đa số ở nhà, nếu mà sau này có tiến đến với nhau. Dạ. Em là ở Củ Chi á, thì cách đây cũng hơi xa đó. Xa thì anh Khánh có ngại không? Thường thì xa cũng không có xa lắm, mà mình cũng không ngại chuyện đó. Với thường hiện tại thì công việc của mình một tuần mình được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Dạ. Như vậy thì mình cũng có thể lên Củ Chi chơi. Vì thế bên em vẫn đi làm thứ bảy. Trưa thứ bảy em có thể tới. Em gửi tiền vô đi rồi em biết liền à. Ví dụ mà sau này mình hẹn hò đến được với nhau, về được chung nhà, em muốn em về quận 9 hay là muốn em lên Củ Chi? Nếu mà em thành đôi với anh á thì em sẽ theo anh. Lúc đó thì có thể là em sẽ chuyển công tác. Công việc của em thì nói chung là thường thì em cũng có hay đi tiếp khách tụi này kia á. Thì là anh có ngại cái vấn đề là em có thể nhậu tiểu lượng cũng khá đó. Dạ. Em hay đi vậy thì anh cũng có thể ở chỗ nào thì nếu cần thì tối anh đón về. Dạ. Trời, dễ thương quá vậy trời. Công việc á thì mình cũng có những lúc cần thì cũng phải đi thôi. Về uống thì anh uống ít lắm. Còn cũng không thuốc lá rồi gì cả. Dạ thì em rất là quan trọng cái chuyện tình cảm và chuyện gia đình đó. Cái đức tính là chung thủy á, là đức tính mà em đặt lên hàng đầu. Tại vì hiện tại thì em thấy là mọi người rất là xoay quanh những cái câu chuyện mà trà xanh rồi người thứ ba đó. Thì em cảm thấy là nếu mà mình rơi vào cái tình huống như vậy em cảm thấy rất là tổn thương. Cho nên là em mong muốn tìm được một người có thể là cùng em đi đến hết cái đoạn đường còn lại á. Thì anh Thánh nghĩ sao về quan điểm đó? Cái sự chân thật và chung thủy khi quen một người hoặc là tiến đến thì cái đó chắc chắn mình phải có. Dạ. Mà kể cả giờ cái khả năng của mình không thể quan tâm nhiều người được, chỉ có quan tâm ở nhà mình và người vợ của mình hoặc con của mình thì mình đã hết khoảng thời gian và gần như về mặt kinh tế nữa, thì chắc chắn là phải chung thủy, và cái đó là cái điều để cho hai người tiến đến với nhau. Bây giờ mình thử đưa ra một kế hoạch tương lai đi, mình lấy nhau nè, kinh tế như thế nào, rồi tiền ai quản lý,
rồi mình thích con trai con gái đầu lòng, nói rõ quan điểm với nhau luôn. Câu này là khỏi hỏi luôn, ta làm ngân hàng, ta quản lý nó sẽ logic hơn, bài bản. Chưa chắc cổ quản lý về khách hàng thôi. Dạ đúng rồi. Chứ cổ không quản lý về mặt em không thích giữ tiền hả? Dạ không chị. Em nghĩ là trong gia đình người chồng hay người vợ, ai là người có khả năng quản lý và chi tiêu thì người đó quản lý. Còn về phần em á thì em sẽ, có nghĩa là sẽ chi tiêu trong cái phần mà em làm ra. Về cái khoản dự tiền thì cũng không cần, thì mình nghĩ là khi đó rồi hai người khi hẹn hò hay gì đó, rồi xong rồi sau này khi tiến đến thì cái câu chuyện đó sẽ tính sau. Yeah. Và mình cũng muốn được thì để bạn nữ dự thì sẽ hay hơn, kinh tế nó, gia đình nó sẽ ổn định hơn và cả hai người cùng biết về cái tài chính của nhau. Quan điểm về con trai con gái như thế nào trao đổi luôn đi. Cái đó còn sao á anh? Tại vì thật ra trong trình này chúng tôi muốn nói các bạn rõ về quan điểm của nhau luôn, để sau này các bạn có quen nhau, có lấy nhau cái gì thì quan điểm đó nằm ở đây rồi, không thể tranh cãi với nhau. Anh theo em rồi đó. Dạ em cũng thích con nít, cho nên nếu mà có điều kiện và có thể đáp ứng về mặt thể chất và tinh thần đó, thì em cứ thuận theo tự nhiên ạ. Có nhiều đẻ nhiều hả? Dạ. Trời ơi, thì em cũng đồng ý theo, và trai gái gì cũng được. Cố gắng năm sau gửi nha em. Dạ. Cứ ngày nào cũng lên thăm tài khoản hết đó. Dạ, em làm bên tín dụng mà. À, tín dụng cho vay đúng không? Dạ đúng rồi. Em cần vay xây dựng bao nhiêu? Dạ, em thì hiện tại cũng đang có nợ ngân hàng về cái mua căn hộ. Còn nếu mà được cho vay với lại thấp thì ok để em chuyển đổi cái đó. Lãi bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là mình được làm việc với người ta thôi. Dạ. Bây giờ em có thể trả lãi cả đời cũng được. Đúng. Dạ, nếu đến với nhau chắc cũng trả lãi với nhau cả đời với đó. Tên một cuộc hành trình chung với nhau á. Đó, chàng trai đây tôi thích cái điểm này nè, chuẩn bị rất kỹ nha. Từ bên món quà tới trang phục nha. Bây giờ mình bước tới nắm tay Hằng đi nào. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt Hằng. Cảm xúc của Khánh hiện nay đối với người con gái đối diện như thế nào? Nói cho cô ấy biết. Thì em cũng có cảm giác rung động và mến bạn nữ, và mong rằng chúng ta sẽ cho nhau cơ hội và cùng đi đến với nhau, tận hưởng cái hành trình mà luôn luôn có niềm vui. Hy vọng rằng em cho anh cơ hội. Có thể hát tặng với một đoạn nào đó Khánh. Dạ em sẽ hát cái bài hát là Chính Là Anh. Cứ mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn. Em ơi em biết không, anh chỉ ước đôi ta như thế này. Cứ trôi qua mỗi ngày, rất đơn giản mà thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau, em lặng im không nói. Nhiều lúc em như trẻ con, cứ muốn em ôm chặt thôi. Nhiều lúc đôi ta giận nhau, vu vơ chẳng biết vì điều gì. Nhưng như vậy, anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui, mà còn cả khổ đau. Mình hãy hy sinh vì nhau, để đi tìm một hạnh phúc. Và bước đi trên con đường đi của em, sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Chính là anh. Wow. Thấy khi nói chuyện khác mà khi hát là tinh thần nó khác liền ha. Dạ. Về ghế ngồi đi các bạn. Để tay mình nút bấm 30 giây suy nghĩ, đây có phải là một nửa mảnh ghép hợp với mình hay không? Chúng ta có cho nhau cơ hội hay không? Mình thấy hai bạn này rất là đẹp đôi, rất là trưởng thành. Các bạn hãy quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hằng không bấm. Chị gái có bấm không cưng? Dạ thưa anh chị, là thực tế thì em hơi suy nghĩ về cái việc là anh ở hơi xa. Đâu có xa đâu. Không dạ, xa. Quê quán của anh hơi xa. Quê nhưng mà em đâu có làm dâu đâu. Đâu đúng làm rồi. Dâu đâu Khánh hả? Dạ không dạ. Làm dâu anh. Thực ra thì em cũng cần thời gian để suy nghĩ thêm á. Thì em hy vọng là em và anh Khánh sẽ có thể là làm bạn với nhau. Chứ hiện tại thì em cảm thấy là mình chưa có đủ rung động. Nếu mà mình chưa đủ rung động để mình tiến đến mối quan hệ thì như vậy nó sẽ không công bằng với anh Khánh. Được. Đồng ý. Nếu em nói là chưa đủ rung động thì anh đồng ý. Dạ. Nhưng nếu mà nói nhà xa thì anh không đồng ý. Hai bên thật ra rất là xứng tầm với nhau đó. Chị anh tiếc rất hợp anh luôn tiếc á. Thật ra anh rất là tiếc. Mọi người, cô ơi, giờ con ngồi xuống bấm được không cô?
Trời, Lan bây giờ nó muốn bóng lắm rồi đó. Tiếc dễ sợ luôn. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Dạ, dạ em cảm ơn anh chị MC, em cảm ơn chương trình ạ. Dạ, chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speakable. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúc các bạn tất cả những điều may mắn nhất trong cuộc sống nha. Dạ, cảm ơn anh Kinh. Dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn chị ạ. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, mời em đi đây này, chị cầm được. Đây, cầm một khơi mì về nhà ăn đi em. Cảm xúc thế nào? Một chút nuối tiếc, một chút cũng rất là thương cảm, không chỉ có chàng trai mà cả cô gái nữa. Và đó là những gì mà quý vị đã cảm nhận được ở cặp đôi đầu tiên, một chút nuối tiếc. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai để xem họ có bấm nút hay không. Xin mời. Xin mời. Thép Fida KOA, tinh thần thép. Em ở với ba mẹ. Ba mẹ với ai nữa? Với lại đứa con của em 7 tuổi. À. Thì em đã từng có gia đình và ly dị cách đây 3 năm rồi. À. Nấu ăn biết ngon nè. Biết nấu ăn nè. Dạ. Hay giúp đỡ việc nhà cho vợ. Khuyết điểm của em thì ít nói với lại tính nhiều mà làm được nhiều. 24 tuổi là em ở với anh ấy và có con. Lúc đó là còn gái mới lớn, nhưng mà em cãi gia đình. Em quen ảnh. Thì em có bé lớn đó, thì gia đình mới cho em về. Aquacilin lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi, mời nhà gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Yeah, lần đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào bạn gái bên hàng gạo, lại chào quý diễn giả. Em tên là Nguyễn Tấn Hoàng, em năm nay 38 tuổi. Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em quê quán ở Hữu Đức và em làm công việc là kinh doanh bất động sản. Là cách đây cũng năm 2015 em cũng có bên Dubai nấu ăn. Em đi nấu ăn bên Dubai, tức là có nghề tôi làm bếp nữa. Dạ dạ. Bây giờ nghỉ làm bếp chuyển qua bất động sản. Dạ dạ. Hữu Đức em ở với ai? Em ở với ba mẹ. Ba mẹ với ai nữa? Với lại đứa con của em 7 tuổi. À. Thì em đã từng có gia đình và ly dị cách đây 3 năm rồi. À. Mời nhà gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Trời và à. Chào bạn trai bên kia. Em tên là Hồ Thị Diễm Trinh. Năm nay em 37 tuổi. Em sống ở quận 12. Dạ, hiện tại em đang làm kế toán công ty dược. Đường tình duyên sao mà giờ có gia đình rồi có con rồi phải chia tay là sao, em kể cho sơ sơ cho nhà gái biết coi. Chung là năm 2011 á. Năm đó em về nước là em quen vợ em. Là quen được tới 2 năm rưỡi là em kết hôn. Mấy năm thì chia tay? Em kết hôn được 6 năm. Nói chung là mâu thuẫn nhiều việc. Tánh em cũng hơi nóng rồi. Hai người nói chung là cũng có cái tôi của mỗi người. Không ai nhường ai hết. Không ai nhường ai hết. Ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em là nấu ăn ngon nè. Biết nấu ăn nè. Dạ. Hay giúp đỡ việc nhà cho vợ. Khuyết điểm của em thì ít nói với lại tính nhiều mà làm được nhiều. Cái này thật nè. Dạ. Tính nhiều mà làm không được nhiều đúng không? Dạ, đã nói là người tính bằng trời tính vậy. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì nè?
ưu điểm của em là năng động. Nói chung là em thích ứng được mọi vấn đề trên cái cuộc sống của mình. Thích nghi tốt ha. Dạ đúng rồi. Thứ khuyết điểm của em là mất ước. Với lại một phần là cũng hơi nóng tính. Nhõng nhẽo không? Có. Nhõng nhẽo nên dễ mất ước đó. Ví dụ có ai nhõng nhẽo quá thì nó nóng tính em la không cho nhõng nhẽo không? Dạ không, chưa có. Nhõng nhẽo dễ thương mà. Dạ. Bên đây có gia đình rồi, chia tay rồi, có đứa con trai 7 tuổi, nhà gái thấy sao nè? Nói chung em cũng đổ vỡ, cũng gia đình rồi, cũng có hai đứa. Con em gái của năm nay cũng được 13 tuổi. Thôi tưởng đâu mà hết hồn tưởng ba mấy tuổi. Con trai của em thì được 9 tuổi. Hai bé đang sống với ai? Hai con em sống với em. Em sống với mẹ ở nhà ở quận 12. Rồi bên đây thì cũng hoàn cảnh tương tự thôi. Rồi được, có đủ lo cho hai đứa nhỏ không em? Cũng tạm là ổn. Thân phận phụ nữ mà phải lo cho hai đứa con là cũng khó khăn lắm á. Dạ. Lý do sao mà có hai đứa con chia tay? Em sống được 13 năm. 24 tuổi là em ở với anh ấy và có con. Đầu em quen ảnh là gia đình em không có đồng ý. Do ảnh cũng có một đời vợ rồi và đứa con. Lúc đó là còn gái mới lớn. Nhưng mà em cãi gia đình, em quen ảnh. Thì em có bé lớn đó thì gia đình mới cho em về. Rồi xong ở cũng nói chung là trong cái quá trình ở thì cũng hạnh phúc, mười mấy năm cũng hạnh phúc. Cách đây gần 2 năm thì có một biến cố. Là ảnh cũng có cái người đó, người khác. Rồi ảnh bỏ đi. Em ở vậy em nuôi con. Bây giờ em mong muốn một người chồng tương lai của em như thế nào nè? Mình cần một người đàn ông hiểu và đồng cảm được cái cuộc sống của mình. Thương mình như thương hai đứa con của mình. Biết lo cho gia đình, đặc biệt là chung thủy. Em nghe câu chuyện bạn em thấy sao? Nghe cũng buồn cho bạn gái đó. Sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, phụ nữ là người gánh chịu hết. Bây giờ mà cô ấy còn cười được thì thật là hạnh phúc rồi đó. Thấy cô cười mà mình bị sốt ruột á. Đúng rồi. Rồi bây giờ chàng trai của chúng ta muốn có một người phụ nữ như thế nào nè? Nói chung là phụ nữ biết chia sẻ với lại tôn trọng người chồng của mình. Anh nghĩ hai người gặp nhau thì sẽ dễ quyết định. Đúng hơn. Rồi. Em gái đi với ai em gái? Dạ em đi với ba thím và một cô em. Trời người nhà đông đảo. Dạ chào nhà gái. Lực lượng hùng hậu quá. Dạ em chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Và bạn ở đây và cùng các khán giả trong trường quay. Cháu em thì nó cũng gãy gánh một mình nuôi hai con. Em đến đây thì cũng muốn tạo điều kiện để cho hai bạn tìm hiểu nhau. Dạ. Xin cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với em trai. Em xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Chào chị, mấy cô, chào toàn thể những người có mặt ở đây. Em là em của anh Hoàng, em bà con thôi. Anh Hoàng ông hiền không? Ừ, anh Hoàng là người sao? Ảnh thì ảnh hiền lắm chị. Anh có bồ không? Dạ không à. Có bạn gái đúng không? Dạ có bạn gái chứ không có bồ. Có bạn gái chứ không có bồ. Cái trước giờ hết quen rồi. Có không? Chứ em nói anh bạn anh cũng nhiều lắm á. Chứ em nói anh bạn anh cũng nhiều lắm á. Trời ơi, đưa đi. Bạn gái thì nhiều như người yêu luôn, chưa có. Đưa kèo này đi, đáng mệt rồi. Em cũng giảng cho vui thôi chứ anh em thì nói chung tính ảnh thì cũng hiền. Chị với anh em thì nói chung có quen được hay không thì nói chung là do hai người thôi. Thấy cô gái bên kia dễ thương không? Dễ thương. Dễ thương. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn. Ta-da. Tôi thích hài này ghê vậy. Đi theo cố vấn gì mà kỳ quá. Mình mở rào đi cho hai người gặp mặt đi. Ca này thành hay bại là do hai bạn chứ không phải là do chúng tôi. Đúng rồi. Đổ trách nhiệm liền đi kìa. Bây giờ thì mở rào. Rồi mời nhà trai. Lần khi gặp em thì dạ, có đi qua. Hai người cười tươi lắm nha. Trai anh thì từng về anh 2 ngày thôi, đa số ở với mẹ. Em có thích quen người có gia đình không? Em có gia đình rồi, em cũng đã vỡ vỡ rồi. Mình không có kén chọn với vấn đề đó. Quan trọng là cả hai cùng hợp với nhau và đồng cảm được cái cuộc sống của nhau. Em có nhận xét gì anh không? Vậy nói chung là một nhìn không thể nào mà đánh giá con người mà một phút, một giây được.
Vấn đề là mình phải có cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu hay không? Đúng rồi, đúng rồi. Mấy cái đó thời gian. Tại chương trình thời gian nó có hạn không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Không có hạn đâu, em nói chuyện tới sáng luôn đi. Anh ngồi tới sáng, em nói tới sáng luôn. Thôi nói đi, thoải mái, không có hạn. Tôi giờ rảnh lắm rồi, không có áp lực về số nữa. Nói thoải mái đi. Em sợ chị mệt thôi. Mệt thì ngồi nghỉ thôi, không có sao. Nói chung là mình cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ. Vô kết thúc nhanh vậy. Đừng đi chơi này nọ, đi phượt, đi đồ. Nói chung mình thích là một chuyện, nhưng mà vấn đề mà về điều kiện hay không mình không có. Tại một mình em hai đứa nhỏ, một gia đình mình tạo điều kiện cả gia đình đi chơi thì nó sẽ khác. Cuối tuần đúng rồi, chứ còn một mình em với hai đứa nhỏ là giống như là cuộc sống giống như không có thời gian, nó cứ tất bật vậy anh. Bận suốt em. Dạ đúng. Hẹn hò sao mình bàn đi. Em có gì muốn nói em hỏi anh không? Sau này ví dụ như con anh con em thì em không biết là về sống chung thì như thế nào, để đó là chuyện, đó là chuyện tương lai mình không có nói trước được. Nếu mà Mộc thì thương anh thì chấp nhận thương con anh. Dạ. Anh cũng không có quan điểm gì con anh con em. Sau này nếu mà có thành đôi em thích ở quận 12 hay quận Thủ Đức? Anh mua thì em ở chứ em có điều kiện. Anh mua thì em ở chứ em có điều kiện. Anh mua bán đất ngày, anh bán mua bán mấy miếng mà. Không mua lúc nào được. Vì khuyên năm vô được miếng hai miếng. Vì khuyên năm vô được miếng hai miếng. Năm vô được miếng hai miếng hả? Dạ. Vậy là ngon rồi. Chia phần trăm anh. Người này gửi kia bán vậy đó. Nếu mà tới nhau đến nhau thì chắc em không muốn có con nữa. Anh nghĩ vậy em cũng cảm ơn, vì em cũng chia sẻ luôn một cái vấn đề là khi em sinh thằng nhỏ thì bác sĩ có nói em là thắt để triệt sản, để tại vì em cũng có đứa con gái đứa con trai rồi mà em mổ hai lần, cho nên là bác kêu là thôi thắt đi, chị nào muốn thì muốn đẻ nữa thì mở ra, nếu anh không có nhu cầu đó thì em cũng cảm ơn. Dạ, ok. Nhưng mà em nghĩ là con mình nó cũng lớn hết rồi, tập trung mình lo cho con rồi đi làm được lo cuộc sống sau này thôi. Mình lo hai đứa cũng vất vả ha. Mà con em nó ngoan lắm, em yên tâm đi. Chẳng khác gì con anh nó quậy gì đó. Con trai đứng lên biểu diễn bài hát nào cho bạn gái coi cái nè. Mình tiến tới mình nắm tay bạn gái, mình lấy tinh thần là mình biết mình hát bài gì liền. Xin tặng em bài hát. Em nên dừng lại bài hát, em nên dừng lại của Khang Việt. Buồn phiền làm chi dối trá, sáng cũng buồn, tối em đau đêm về lại khóc. Sao không nhìn về tương lai, tình hay là một nhánh hoa dài. So sánh sao đừng với những đó hoa hồng là lời. Ngược lại nào. Cho em đọc thơ đi. Được, đọc thơ cho anh nghe em đi. Em hát là bỏ chạy hết luôn. Ok. Tóc em màu đen, tim em màu đỏ. Anh nhích lại gần nhỏ. Em hỏi nhỏ, anh có thích em không? Anh có thích em không? Có. Mình là Thúy Kiều, hãy tìm mình trên Speakable nha. Hãy sống thật với trái tim của mình ngay trong lúc này. Tôi muốn rằng các bạn phải bấm bằng trái tim của mình nha các bạn. Hai bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau đi. Cô gái xinh đó, mà em cũng dễ thương nữa. Một nụ hôn đầu tiên nào. Chúc ra các bạn sẽ sớm tìm được tiếng nói chung nha. Dạ. Đứng trước một người nào đó nói không được. Có điều gì em không thích ở một người bạn nữ? Mà nói nhiều. Cười, bên đây cười, chắc cổ nói nhiều rồi. Nói nhiều là giống như bởi mấy bà tám đó. Mối tình của em thì yêu xa. Xa quá rồi, mình đâu có hay đâu. Lấy vợ mình không hay luôn. Và bây giờ thì Tường đã thấy bạn trai ngồi đây rồi. Thế còn bạn nữ tham gia chương trình hôm nay là ai? Để ít phút chị Tường sẽ dẫn bạn nữ của mình vào nha. Rồi, mời em gái. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra.
Xin chào hai bạn, mình đã vào vị trí của mình rồi nha. Cách nhau một trái tim, bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện thật là lớn, thật là rõ để cho người bạn bên kia có thể nghe được những cái tâm sự của mình ha. Chào quý Tường, chào mọi người. Em tên là Phạm Đức Vinh, quê Quảng Ngãi, năm nay 35 tuổi, sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mình vào đây lâu chưa? 10 năm chị. 10 năm. Hiện tại mình đang làm công việc gì Vinh? Tổ trưởng bảo vệ an ninh của ngân hàng. Wow, tổ trưởng bảo vệ an ninh của ngân hàng có võ không? Có sơ sơ. Có sơ sơ. Bảo vệ ngân hàng được mà có bảo vệ bạn gái được không? Được chị. Được ha. Chắc cũ ha. Hiện tại vào trong này thì mình đang sống với ai? Sống mình chị ơi. Sống mình. Mình thuê nhà trọ hay sao? Thuê nhà trọ. Thuê nhà trọ. Có kế hoạch gì trong tương lai bao nhiêu năm nữa? Mình định cư ở đây luôn hay định về quê? Một là ở quê, hai là ở đây. Nói chuyện quê chất. Phải có định hướng xác định chứ. Phương trọng lớn của em là ở Thành phố Hồ Chí Minh. À, coi như là trước mắt là mình sẽ lập nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đi dành vốn. Để dành vốn? Dạ. Để làm ăn? Dạ. Ồ, ok. Rồi chút xíu mình sẽ khai thác kỹ hơn vấn đề đó nha. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào mọi người. Em chào bạn nam bên kia. Em tên là Bích Thu, sinh năm 1984. Hiện em đang ở quận 6. Em sinh ra là lớn lên ở quận 6 luôn. À, mình dân thành phố luôn ha. Dạ. Rồi mình có hiện tại là bây giờ mình đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em phụ gia đình em buôn bán quán mì á. À. Dạ, nhà em có quán mì kéo Cung Phu ở đường Bảy Sậy, quận 6 luôn. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng. Với lại tính tình nhanh nhẹn lắm, giải quyết công việc là trong chốc lát. Đúng rồi, buôn bán làm ăn với nghề phục vụ nữa phải nhanh đúng không? Dạ đúng rồi chị. Nhưng mà làm trong gia đình là em làm khâu nào? Dạ khâu nào em cũng làm hết. Nói chung là về gia đình mà, nên mình làm được những gì thì mình cứ làm hết. Rồi phục vụ chạy bàn bưng bê luôn? Làm luôn. Nấu nướng luôn? Chơi luôn. Tại sao gọi là cung mì, mì kéo Cung Phu? Dạ mì kéo Cung Phu là do là của người Hoa đó chị. Cái tên nó rất là đẹp vậy thôi. Nhưng mà thực chất nếu mình tới chiêm ngưỡng á thì mình sẽ được xem biểu diễn. Có biểu diễn không? Dạ bây giờ em nói thì cũng hơi bị khó hiểu, nhưng mà nếu mà có gì em mời chị tới quán nhà em. Là có biểu diễn luôn? Dạ có. Vậy em gốc người Hoa hả? Dạ em gốc người Hoa. Rồi ok. Thế còn em bây giờ mình vô một chút xíu chiều sau, nãy em nói là em cần vốn để làm ăn, thì em đang làm ăn cái việc gì? Mở cửa hàng điện tử, buôn bán điện tử. Nhưng mà em có chuyên ngành về điện tử hả? Đúng rồi. Hồi xưa mình học về cái gì ra? Điện tử với câu âm tự động ra. À rồi hiểu rồi. Trước đây học điện tử, bây giờ đi làm ngân hàng, nhưng mà muốn có để dành vốn liếng mở cái cửa hàng điện tử. Ok, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là tính hòa đồng với mọi người, luôn giúp đỡ trong những công việc khó khăn. Điểm yếu? Điểm yếu là nhút nhát chứ. Thấy có vẻ hơi nhút nhát. Nhút nhát sao làm bảo vệ ta? Nhút nhát mà đứng trước một người nào đó nó không được. À, có nghĩa là nhút nhát trước đám đông, trước tập thể thôi. Chứ còn nếu mà bảo vệ là đụng vô công việc của mình là mình phải rất là nhanh nhẹn, không có nhút nhát đúng không? Rồi, tình trường. Em tình trường như thế nào? Em thì có một mối tình mà em là người chung thủy lắm. Mối tình của em thì yêu xa nên cũng kéo dài được 10 năm. Rồi, mối tình 10 năm? Dạ. Nhưng mà lúc đó là quen biết rồi, yêu nhau là từ lúc còn đi học đó chị. À. Nên tới nay cũng được 10 năm nhưng mà do là yêu xa nên xa quá, anh đi xa em quá, em đi xa anh quá, biến luôn. Biến luôn. Còn anh ở đâu? Dạ, anh ở xa ở quê ạ. Ở Gia Lai. Trời ơi, từ đây với Gia Lai thôi đó mà xa luôn đó hả? Xa quá rồi, mình đâu có hay đâu chị. Lấy vợ mình không hay luôn. Lấy vợ không báo em biết luôn? Không luôn. Lấy vợ bao lâu rồi? Chắc cũng cỡ 5 năm rồi chị. Trời đất, còn 5 năm nay không có quen được ai hả? Thời gian 5 năm nay thì em cũng có tìm hiểu nhiều bạn, nhưng mà do là không hợp với nhau. Nói chung là chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Chưa mối tình nào sâu đậm hết chị. Còn 10 năm trước là mình có ở được bên nhau đoạn nào không? Hay là từ lúc bắt đầu yêu đã xa rồi? Lúc bắt đầu yêu thì hai đứa thì là đi học chung cũng được 1-2 năm. Rồi sau là anh về quản lý cho gia đình. Hiểu rồi, hiểu. Cái đó cũng thời đi học thôi. Dạ. Rồi xa nhau cũng không có gì mặn nồng. Đúng rồi, không có gì. Sau này cũng chưa có gì hết. Dạ. Rồi còn bên đây? Có hai mối tình, một mối tình đơn phương hồi cấp 3 và một mối tình là người giới thiệu. Ai là người giới thiệu? Em gái. Em gái em giới thiệu. Dạ. Mối tình được bao lâu? 6 tháng. Sao ngắn ngủi vậy? lý do sao chia tay? Dẫn đi ăn uống rồi giờ ra đứng trước không nói được. Em không nói được gì hết. Dạ. Rồi sao nữa? Nó không được bạn gái đó báo kêu không hợp. Vậy là tại do em nhát quá đúng không? Đúng rồi. Ôi giờ phải làm sao cải thiện chứ, bây giờ chị Tường ngồi đây, chị Tường còn gợi cho mình nói. Rồi giả tỷ hồi rồi có hai bạn ngồi nhau rồi em không nói được gì thì người ta thấy không hợp. Đúng rồi. Kệ anh, không nói em nói giùm cho. Phải nói mới hiểu mới hợp chứ, không nói sao hiểu được nhau, làm sao hợp. Rồi hiện giờ cô đó đâu rồi? Mới lấy chồng.
Trời ơi, mới lấy chồng bên đây thì bạn trai lấy vợ không báo bên đây. Gặp nhau không nói được gì, nhát quá người ta lấy chồng. Bây giờ có rút kinh nghiệm được gì không? Rút sao nè? Anh đứng trước em nói. Nói nha, dạ. Chút xíu nữa mà mở ra cửa ra tìm ra phải nói nha. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Mà một người nói là trung thủy, coi đi lễ phép với người lớn. Rồi, về ngoại hình? Ngoại hình thì vừa vừa cũng được, không cần đẹp lắm. Cao thấp, mập ốm, mắt mũi miệng, tóc tai, quần áo. Tóc đừng cái nhộm là lẹt quá. Rồi. Còn chiều cao thì 1m55-60. Có điều gì em không thích ở một người bạn nữ, người vợ tương lai của mình? Mà nói nhiều. Cười, bên đây cười, chắc cổ nói nhiều rồi, cổ cười rồi, cái gì nữa? Nói nhiều mà đừng có nói nhiều quá. Bây giờ em không nói thì người ta phải nói chứ, bây giờ không ai nói hết, chẳng lẽ nhìn nhau tình câm lặng. Nói nhiều là giống như bờ mấy bà tám đó. Ý là nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Chứ còn nói nhiều để mà hiểu nhau, để mà trao đổi trong cuộc sống thì ok. Thế còn em, mẫu người bạn trai của em sao? Dạ, quan trọng là phải biết cư xử trong gia đình với nhau. Cư xử như thế nào? Ví dụ như là khi tới nhà mẹ em thì phải chào cha, chào mẹ, anh chị em, phép tắc trong giao tiếp. Rồi, ai mà không vậy. Dạ, thứ hai là đừng có gia trưởng quá. Và cuộc sống thì phải biết chia sẻ lẫn nhau. Ngoại hình không có yêu cầu gì hết hả? Em thấy được là được thôi. Cái thấy được lên mới khó, nó thấy được tại là tại vì em sao? Quá thấp mà. Kiểu như em lùn thì anh chắc chắn phải cao hơn em một tí. Rồi, ok, đâu đưa chị xem hình của hai bạn chuẩn bị coi nè. Dạ. Cho đối phương lựa chọn nha. Rồi, mời em lựa chọn ảnh, đưa hình của em cho chị coi. Đây, rồi, mỗi người một tấm thôi. Chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều. Hãy lựa chọn ra cái người mà mình cảm nhận đang ngồi ở bên kia. Thử xem cái cảm giác của mình ngày hôm nay đúng hay sai. Dạ, em chọn được rồi chị. Anh áo xanh. Ủa, tại sao em chọn em? Anh áo xanh? Tại cái cảm giác em thích vậy á. Em thích người như vậy hả? Dạ. Trời ơi, hy vọng soái ca của em sẽ xuất hiện cầm đó nha. Em chọn ai? Lý do gì em chọn cô này? Giống em gái của em. Giống em gái của em là em chọn. Cầm đi tấm hình của em chọn, em cầm đó một lát chị kiểm tra có đúng không. Nhưng mà em đang hình dung cô gái bên này như thế nào? Dễ thương chị ạ. Chắc là hình dung ra giống bạn em gái rồi mới chọn chúng bên đó đó chứ. Em gái ruột hay em gái mưa chị? Em gái ruột hay em gái mưa? Em gái ruột. Em gái ruột chưa gì nghĩ xấu người khác rồi. Thôi được rồi, bây giờ hai bạn nhìn vô tấm hình nha, nhìn vô cái người mình chọn nha. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa để tìm ra ai trúng thì thôi, ai trật sẽ bị phạt. Đồng ý không? Dạ. Đồng ý không? Phạt tôi phạt nặng lắm á. 1 2 3. Tên. Rồi, ai trúng ai sai tự nhận xét đi. Hình như em thấy qua thời gian thì anh cũng có thay đổi phải không ạ? Anh là nấu xanh đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Hay quá. Rồi sao mình sao? Sai. Sai ha. Này trước đi rồi tôi phạt sao? Không tệ. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi. Em cũng có món quà gửi lại cho anh nè. Không em. Anh cũng có thể mở ra xem mà. Sô-cô-la. Anh thấy có bao nhiêu viên ạ? Ý nghĩa gì? Họ không hiểu thì hỏi cổ. Không hiểu. Dạ, theo như em biết thì con số 0 á là nó không có điểm đầu và điểm cuối. Còn số 9 nó tượng trưng cho sự vĩnh cửu và sô-cô-la tượng trưng cho tình yêu. Em mong muốn tìm được một người á có thể với em là tình yêu vĩnh cửu. Phần nhận quà xong chưa em? Xong rồi. Giờ tới phần gì em? Phọt. Phọt hả? Bây giờ muốn phạt cái gì? Sức khỏe hay là giải trí hay là... Dạ, phạt anh hát. Phạt anh hát. Rồi, hát một bài đi em. Hai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn. Nhưng lấy gì chị chúng mình con tem. Anh hứa đi anh, hứa với em một lời. Sao hát mà có đệm vô hoài vậy? Đệm trống kèn vô hoài vậy? Tiếp tục. Anh run quá. Hít thở, hít thở. Rồi, bình tĩnh, tự tin lên. Một lời. Dù một lời, trái tim anh vẫn... Em vẫn... Sao giờ? Thôi tha đi chị, tội nghiệp quá. Tha hả? Tha đi chị. Sao em trong người hiện tại, khi mà mở cái mở cửa trái tim này ra thì em thấy trong người em như thế nào? Hơi run chị. Hơi run. Lý do sao run? Đứng trước một người nào đó.
đứng trước người nào đó là run. Dạ dạ, đi trừ bọn bè hay những người mà thân tình rồi thì ok. Dạ. Còn tiếp xúc với người lạ là vậy đó. Trời ơi, vậy làm sao cua gái được? Trước lạ sao quen mà. Ở vậy kỳ vậy? Bảo vệ ngân hàng mỗi ngày khách vô ra vô gặp em rồi em sao? Phải hỏi chị đi đâu. Chị vô. Rồi có rụt rè lo gì không? Không. Khách hàng là cái khác. Em đứng lên là giải tỷ chị khách hàng nha. Chị vô giờ đứng em đứng lên đi. Đứng đây đứng này. Đây. Rồi em đang đứng làm việc của em nè. Chị ở ngoài chị vô nha. Rồi em chào chị, em làm gì em làm nha. Rồi tôi vô thẳng trong nhà hàng luôn rồi đó. Tôi vô trong ngân hàng luôn rồi đó. Chị đi vô làm chị liên hệ với chị. Chị vô chị gửi tiền. Mời chị lấy số mọi người ở đó. Trời gọi tên. Gọi số. Lấy số sao em? Bấm số giống là tổng số rồi chị cho nó chị bỏ nó gọi số trúng số chị vô dãy đó. Cảm ơn em. Ủa là bình thường em nói chuyện với khách là em cũng cà giật không. Cũng cà lắp bắp vậy đó hả? Rõ ràng mạch lạc đúng rồi. Mà bây giờ là quay hình là lắp bắp ngồi ép anh nữa anh xỉu đó em thôi. Dạ. Thông cảm. Ồ mình chọn trúng người đúng không em? Dạ. Mở cửa để tim ra thì cảm xúc của em như thế nào? Cũng có chút xao xuyến á chị. Có chút xao xuyến. Bây giờ hai bạn thử tâm sự với nhau đi. Thí dụ lấy nhau thì sau này em định là em nói em lập nghiệp ở trong này đúng không? Lấy nhau vậy là mình không có làm dâu, vợ mình không cần làm dâu. Đúng rồi chị. Hai đứa sống riêng với nhau thôi. Một là em ở rể, hai là sống riêng. Ở rể làm như người ta cho ở rể vậy đó. Em sao em? Làm dâu hay không làm dâu nó không quan trọng. Nếu mà hai em thành đôi thì chồng đâu vợ đó. Mà giờ anh nói anh thích ở rể nữa thì ý em sao? Thích ở rể để em về xin phép mẹ em. Trời ơi, nhắm ba mẹ cho không? Trước khi là em tới tham gia chương trình á, mẹ em cũng muốn đi theo. Nhưng mà do là mẹ em bị máu cao đó, mẹ mới nói là khi mà trái tim mở ra, con thấy bạn trai đối diện với con mà làm cho con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì mẹ ủng hộ. Thì em nghĩ là cái chuyện đó không quan trọng. Ok. Thôi bây giờ tiếp tục, chúng ta có thực mới giật được đạo nha. Mời hai bạn sẽ cùng nhau thưởng thức một buổi ăn trưa tại nhà hàng Hòn Đất. Xin mời hai bạn thưởng thức món cơm với là thịt kho trứng nè, bò kho sả, trời đậu que xào hấp dẫn quá. Rồi chăm sóc bạn gái nha. Chị Tường ra ngoài chút xíu cho hai bạn tự do, cứ trò chuyện với nhau một chút xíu chị Tường sẽ quay lại. Vừa ăn uống thoải mái tự nhiên, chúc hai bạn ngon miệng. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em mời anh ăn. Mời. Dạ. Anh đi làm gì vậy? Anh có hay ăn cơm nhà không? Có em. Anh tự nấu hả? Dạ, dạ. Dạ. Hình như chiều cao của em á là không được như anh Hung Lợi á. Không, anh không quan trọng chiều dạ. Cao. Anh sống gì vậy? Bao lâu anh mới về quê thăm cha mẹ? Một năm lần. Dạ, một năm. Lỡ như sau này mà em với anh thành đôi á thì anh có dự tính đổi nghề không? Dự tính anh là gì? Tìm ít vốn để mở cửa hàng điện tử, buôn bán điện tử. Em thấy anh thế nào? Lúc mà em nhìn trong tấm hình á, em thấy là giống như em mong đợi vậy đó. Thì em cũng luôn mong là có một bạn trai là ngoại hình như thế. Nên em đã chọn anh. Còn khi mà mở ra thì em cũng có chút xao xuyến. Nhưng mà em thấy anh là hơi hiện ít nói. Vậy anh có ngại là em nói nhiều không ạ? Anh ít nói rồi thì mà anh có quan niệm một con gái có nói nhiều hơn anh. Thì anh ít nói rồi. Vậy sao hồi nãy em nghe anh nói với chị Cát Tường là không anh phải. Không thích gái nói nhiều. Nói nhiều là mấy người dung như mấy bà tám đó. Dạ. Nhưng mà hình như em cũng tám lắm nha. Tại vì em buôn bán anh, em gặp nhiều người khách hàng của em mỗi ngày. Đó là khách hàng. Còn mấy bà tám là nơi buôn chuyện, ngồi có mấy quán nước mà buôn dạ. Chuyện đó. Anh không thích. Còn buôn bán thì nó nhiều thì khách hàng cũng đông. Dạ. Dạ. Anh có gia trưởng không? Không. Tại vì em nghe nhiều người nói là ở ngoài Quảng Ngãi là bạn trai hay gia trưởng lắm. Anh sợ em gái, anh luôn chứ gia trưởng. Anh sợ em gái anh luôn. Ủa hả? À. Vậy anh tham gia chương trình này gia đình anh có biết không? Biết em. Dạ. Em cũng hy vọng là sau khi chương trình này thì gia đình anh cũng sẽ thấy em, cũng yêu mến em. Dạ. Thì anh nghĩ gì về em à? Anh cũng về. Thấy em cũng xinh và... Anh có rung động không anh? Có em. Vậy anh làm ở đó là có ngày nghỉ không ạ? Có, anh làm 24 nghỉ 24. À, một ngày là làm 24 tiếng và nghỉ 24 tiếng. Tiếng. Vậy là cũng có dư thời gian cho em rồi. Mà làm 24 tiếng thì người chịu nổi không, buồn ngủ không cưng? Còn làm theo chia theo ca mà. À, 24 tiếng mà có mấy người là cũng 6 hai người nhau. Ồ, đúng rồi.
Chị đi rồi có nói được nhiều hơn không? Do em nói nhiều hơn á chị. Vậy á hả? Dạ. Trời ơi. Ảnh thì hiền lắm. Hiền lắm. Ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Ừ em đăng ký. Ừ em. Thế còn em? Dạ cháu gái em. Cháu gái em. Đăng ký bao lâu thì được tham gia? Dạ em đăng ký chương trình này là khoảng gần 5 năm. Tại sao vì cũng do vậy? Nhiều lần là em bị trục trặc á chị. Trặc là sao? Là do là khi mà chương trình gọi tới á, thì là do em bị bệnh, em nằm trong bệnh viện. Cứ giống như có khuôn. Tới 4 lần như vậy. Lần đầu thì em bị mổ ruột thừa. Lần thứ hai em bị mổ viêm son. Lần thứ ba thì em bị tê tay, em cũng bị mổ tay. Và lần thứ tư em cũng bị mổ tay. Cái gì em mổ tùm lum vậy? Em mổ mấy lần rồi? Dạ 4 lần. 4 lần mổ rồi? Dạ. Ồ, vậy là có vô nước biển nhiều phải không? Dạ, bởi vì em mới mẩm mỉm. Ồ, chứ trước kia thì như thế nào? Không, em trước kia thì em không có mẩm mỉm. Dạ, em cũng có tập thể dục quá chị. Nhưng mà nó không xuống, nó dị hoài à. Em ăn nhiều không? Dạ, ăn ít lắm. Ngày em ăn chừng có một miếng cơm thôi. Tại vì em buôn bán thì em cũng không có thời gian ăn nhiều. Chắc có thể là nó cái cơ địa nó như vậy rồi. Không, thật ra mẹ mình sao là mình vậy à. Đừng có lo, mình cố gắng kiên trì tập thể dục đi. Dạ. Với lại là ăn, mình ăn rau, ăn đồ này kia nhiều vô. Dạ. Bớt ăn tinh bột thôi. Chứ còn phải ăn, không ăn không có sức làm việc nha. Dạ. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Dạ, okay. Bây giờ cũng đã chia sẻ với nhau một ít. Chị Tường cho hai bạn chơi thêm một cái mini game nhỏ nhỏ để mình trải lòng với nhau ha. Mình thân thiết với nhau hơn. Mời em trai. Nếu một ngày bạn nhận ra người yêu của mình đang say nắng một người khác, bạn sẽ làm gì? Em hiểu từ say nắng không? Hiểu. Hơi mê. Hơi để ý thích một ai đó. Rồi em làm gì? Bình tĩnh. Bình tĩnh. Dạ. Ông giải quyết nhưng không phải dùng bạo lực. Đúng rồi, không dùng bạo lực, nhưng mà có nắm níu cô ấy trở lại không? Hay là để cô ấy đi luôn? Hay là sẽ nói cô ấy? Hay là hỏi cô ấy? Hay là im lặng? Hay là như thế nào? Cách giải quyết của em. Cách quý của em là vẫn nói với bạn ấy. Nói như thế nào? Nói gì em nói bạn ấy là thích anh ấy bị gì. Không hỏi bằng nữ đó. Anh cứ làm gì em cho anh buồn không? Nếu anh mà làm cho em buồn thì anh xin lỗi và lòng anh cho bọn nó hết buồn. Trời ơi, bạn gái đã ngoại tình trong tư tưởng, đã say nắng người khác rồi mà mình đi xin lỗi nữa hả? Chứ em không nghĩ xin lỗi là cái mình làm cho người đó cho có đánh ghen không? Không, em là có võ mà. Võ mà chỉ bảo vệ người khác chứ không phải. Nhưng mà người ta mình phun đánh ghen chứ. Đâu không dùng bạo lực. Không dùng bạo lực ha. Đã người ta phản bội mình rồi mà còn anh nghe nhà em bán mì kéo cung phu á, anh nghĩ em có võ hơn hẳn. Rồi mà em. Dạ. Nắm tay bạn trai và tỏ tình lãng mạn, không lãng mạn sẽ bị phạt. Trời ơi. Rồi ngày không sao đâu chị. Bước qua đây. Đã tới chương trình là mình phải tỏ vẻ mê trai chứ. Rồi, làm đi. Dạ. Cho ta mượn tay kìa. Anh cho em mượn tay. Anh, từ lúc gặp anh, em đã thấy mình bối rối rồi. Em hy vọng mình đến đây á là hãy cho bản thân mình một cơ hội và hãy cho đối phương một cơ hội như anh. Ủa, cảm ơn ạ. Đồng ý việc về chỗ. Sao, được bạn gái nắm tay không? Người mình cảm thấy thì sao? Sao xuyến. Sao xuyến, có sao xuyến không? Có. Có hả? Còn em nãy giờ em làm thiệt hay là em làm giả giờ? Em làm thiệt đó chị. Làm thiệt á hả? Dạ em thật tình lắm. À có nghĩa là cái này mượn bóc câu hỏi thì là cái cớ thôi, nhưng thật ra là làm thiệt đó phải không? Em làm thiệt. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là những cái Cát Tường đưa ra. Dạ. Bây giờ đến lúc của các bạn. Bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. Hãy nói cho đối phương một câu thật lòng, hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì. Mời em. Cơ hội cuối cùng. Chào đi Tường, em từ khi em đến đây. Chào bạn. Chào em. Chào em. Anh thấy em trong lòng sao xuyến. Khi em nắm tay anh, trong lòng em như một nhân tim anh đập lửa rất là nhanh. Nhanh. Anh cảm nhận em là người như thế nào? Anh cảm nhận em là một người có tính hòa đồng và chịu khó. Mong muốn của anh là nếu chúng ta yêu nhau thì chúng ta đi hết cái quãng đường. Thì em nhận xét về anh đó là người rất là hiền lành mà hơi rụt rè. Rụt rè cũng tốt mà nhiều khi đó sẽ tạo cho em cảm giác như là em sẽ bảo vệ anh chứ không phải anh bảo vệ em.
Nhưng mà dù sao thì đến đây rồi thì mình cũng nên cho nhau cơ hội. Dạ. À, biết đâu được thì mình sẽ điều chỉnh hợp với nhau hơn. Tại vì số phận mà, lúc nào cũng có định luật bù trừ cho nhau. À, thật sự chị Tường nói một câu cảm nhận của chị Tường, anh chàng này chân thành đó. Dạ. Thật tình, nhưng có điều anh hơi rụt rè. Khi mà tìm hiểu nhau có thể là anh sẽ cởi mở hơn. Anh cũng sẽ bảo vệ được cho em đó, người ta làm nghề bảo vệ mà. Thế bây giờ em bước qua bên cô gái này, em có thể nắm tay cô gái ấy, em nói một câu gì đó, rồi em trở về chỗ chúng ta quyết định. Cho anh mượn, xin mượn nắm tay. Em giao tay em cho anh luôn, khỏi mượn. Là một gái của anh nhé, là một gái của anh nhé. Em đồng ý. Bây giờ có cần đặt tay nút bấm không ta? Quy định của chương trình xin mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Rất cùng lúc, ánh đèn sáng lên cùng một lúc luôn. Mời hai bạn về một phía. Chúng ta nắm tay nhau đi. Bây giờ thật sự chúng ta đã là một cặp rồi nha. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Anh hôn tay em đi. Nãy nắm tay rồi, cho chương trình là phải hôn má. Nụ hôn đầu đời phải cho nó lãng mạn. Đầu đời thì anh làm sao cho nó lãng mạn đi. Em hôn sao nụ hôn người ta đầu đời lãng mạn đi. Xin dạ. Rồi thôi, người ta đầu đời mà. Thông cảm đi, người ta tìm cúc cảnh lãng mạn hơn rồi người ta sẽ đầu đời với nhau. Chúc mừng hai bạn, cố gắng nha. Tự tin lên nha em trai nha, rất là dễ thương. Còn em cũng vậy, đừng có ăn hiếp ảnh nha không. Em không có võ chị. Rồi ok, có tin vui gì thì báo cho Tường biết nha. Em cảm ơn chị, cảm ơn ban biên tập chương trình và các ekip anh chị em đã giúp đỡ cho hai đứa em đến nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa. Ngày hôm nay là các Tường đã mai mối được cặp đôi này hơi khá khó đó. Một người thì nó hơi rụt rè, một người là cứ trục trặc hoài với chương trình. Và ngày hôm nay thì họ đã bấm nút và cái đèn của trái tim đã sáng lên. Tường rất là vui. Chắc quý vị cũng là chia sẻ cái niềm vui của hai bạn này nha. Và bây giờ thì Tường xin nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCT Media quý vị nhé. Và hãy nhấn subscribe để theo dõi kênh nè. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Giờ các Tường xin trân trọng giới thiệu sự xuất hiện của hai chàng trai ngày hôm nay. Vỗ tay thật lớn lên quý vị ơi. Chị Tường ơi. Ơi. Ngon lành không chị? Cũng. Ủa cái gì ngon? Hả? Ngon lành đúng không? Cho hai bạn nữ. Mời hai hot girl đàn gái ra nè. Hai chàng trai nhìn thẳng về phía trước. Wow. Phải đích thân lên rước xuống rồi. Đó. Wow. Trời ơi. Đích thân em lên rước hai hot girl về đó nha Tường. Ghê vậy hả? Hai hot girl luôn hả? Hot girl á. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đi. Trước tiên là những thông tin rất là cơ bản để chúng ta có thể hiểu được bốn người tham gia chương trình hôm nay là ai. Em chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu đỏ. Xin chào chị Cát Tường, anh Đạt cũng như toàn thể quý khán giả. Em tên Thi, năm nay em 28 tuổi, quê quán ở Bến Tre. Thi? Dạ Thi. À, quê quán ở Bến Tre. Bến Tre, dạ. Thi đang làm công việc gì? Dạ, chuyên viên phát triển khách hàng. Phát triển khách hàng về cái gì? À, mảng sale á chị. Có nghĩa là mình làm sao để cho khách hàng nó càng ngày càng nhiều á. Đúng rồi, mình lấy đơn hàng về công ty. À, dạ. Em làm công việc này lâu chưa? Dạ, được 5 năm rồi chị. 5 năm rồi. Dạ. Hôm nay em đến tham gia chương trình với ai? Dạ, em đi một mình. Đi một mình? Dạ. Ủa, Bến Tre cũng gần Sài Gòn, sao không người nhà không đi theo ủng hộ? Tại người nhà cũng bận công việc á chị. À. Dạ. Người nhà cũng cần kết quả thôi. Cần kết quả thôi, nghĩa là người nhà biết mình hôm nay tham gia chương trình. Dạ. Rồi, chàng trai ở chiếc ghế màu xanh. Khoan chị ơi, ơi, màu đỏ thì phải nghe màu đỏ nói liền chứ. Ờ đúng rồi, đúng để rồi, chị mũi. Hấp tấp quá. Đây, cô gái ngồi chiếc ghế màu đỏ sẽ bắt đầu thở thẻ nè. Dạ, em xin chào hai MC. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang ở trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin chào hai chàng trai bên kia luôn ạ. Em tên là Châu Ngọc Thảo, 29 tuổi. Hiện tại là đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Công việc hiện tại của em là kinh doanh dịch vụ giặt sấy, giặt hấp. Rồi em giới thiệu cho người ta bột giặt tròn đi em. Giặt sạch cho nó lẹ, hai trong một luôn. À đó, đây này, sẵn đây anh giới thiệu luôn nhà tài trợ chính của chương trình ghép đôi thần tốc. Đó chính là bột giặt Choice 2 trong 1. Có nghĩa là vừa xả vừa giặt tất cả chỉ trong một thôi. Em có thể sử dụng cái đó. Có nghĩa là đến với chương trình ngày hôm nay, nhiều khi tuy hai mà một. Đó, đó là ý nghĩa. Đến là hai người trình, nhưng về chỉ một nhà. Hôm nay Thảo đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi tới với bạn thân và con gái của em ạ. Có bạn thân, có con gái nữa hả? Bạn thân. Wow, đội ngũ rất là hùng hậu nha. Ở dưới nhìn xuống nữ công nhận là đông thiệt. Wow, mà chưa biết ai ai là bạn, ai là con của ai, hai ba đứa con luôn kìa. Đàn gái đông quá, 2, 4, 5 người phụ nữ ở dưới luôn, ngũ long công chúa. Thêm trời, có bà bầu nữa là chắc 6 người đó. Rồi bây giờ tới cô gái màu xanh luôn đi. Màu xanh luôn, màu xanh luôn. À, dạ em xin chào anh Đạt, xin chào chị Cát Tường và tất cả mọi người ở đây ạ. Xin chào hai bạn nam bên kia. Em tên là Đặng Thị Mai, em 26 tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Mai đang làm công việc gì? Làm gì? Dạ em làm nail và nối mi. Nail và nối mi, chăm sóc sắc đẹp. Nay là Mai đi với ai? Dạ em đi với hai người bạn thân Chi Kỷ và con gái của em. Ủa? Có con gái. Hôm nay là coi như là mua một tặng một không á nha. Quá dữ. Hai con một nhiều quá hả chị? Lời à, lời, lời nha. Mời em trai ở chiếc ghế màu xanh. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào toàn bộ quý vị khán giả. Em là Thăng, năm nay 31 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý tổng giám đốc cho tổng giám đốc hệ thống lỗ gạo hiểm 109. Em đến từ đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa em vào đây lâu chưa? Em mới vào hơn 2 năm. Hơn 2 năm thôi, dạ. Mình đã quen với cuộc sống trong này chưa em? Em cũng chưa quen lắm. Chưa quen, dạ. Hôm nay mình đến tham gia chương trình với ai? Em đến với dì của em ạ. À dì là ở trong Nam hả? Dạ, dạ chào dì. Vâng ạ. Dạ. Cho Tường hỏi cảm xúc hai chàng trai chút xíu. Dạ. Hôm nay tinh thần mình đến là mua một tặng một, cảm xúc mấy bạn thấy sao? Thấy vui lắm chị, hớn hở lắm. Dạ. Hớn hở lắm hả? Dạ. Đang mở như mở cờ trong bụng. Mở cờ trong bụng. Còn em? Em thì tại vì các em làm cái này cũng hay, có chương trình, những chương trình như vậy á, nên mà thấy rất ok và hào hứng. Ủa cái gì, ta đang hỏi cái vụ mua một tặng một mà. Thì mua một tặng một, các em bán cái này cũng có những lần có chương trình mua một tặng một, chị khách hàng cũng rất chi là vui và em bây giờ đang trong cái tâm thế như vậy. Rồi, trước mắt là cảm thấy ổn. Rất dứt khoát, rất đàn ông mà chị ha. Bên này hai chàng trai đều biết hai cô gái bệnh có con luôn rồi. Mày nhìn giới thiệu ngắn vô vô thẳng luôn, thẳng cái tình trường cho chị đi. Đúng không? Thảo đang ngồi ghế đỏ phải không em? Dạ đúng rồi ạ. Rồi Thảo tình trường đi cưng. Em vừa chia tay với người chồng trước của em được hơn một năm rồi ạ. Hơn một năm. Dạ. Nói chung là hết yêu là lý do là không hợp nhau thôi. Cái cuộc hôn nhân nó kéo dài bao lâu em? Dạ, cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 3 năm hơn chị. 3 năm hơn. Biết là cái nỗi đau thì mình cũng không nên khơi lại. Tuy nhiên không biết là Thảo có thể chia sẻ nguyên nhân tại sao mà cụ thể là mình chia tay không? Thứ nhất là do người kia họ ghen tới mức mà gọi là không control được cái hành động của người ta. Cái thứ hai á, người ta hơi gia trưởng một tí, bắt em vào một cái khuôn khổ của người ta. Nhưng mà em là một người hoạt bát, năng động. Khi mà ép em vô như vậy thì em cũng khó chịu. Được một thời gian thôi rồi sau đó là em cũng không chịu được. Thì sau đó thì em có xin phép bên gia đình chồng là em về bên nhà mẹ em. Sau khi về bên nhà bên này á, thì em mới phát hiện ra là người đó có một cái mối tình phía sau lưng em mà em cũng không biết luôn. Xong rồi em về nhà bên đây em mới được biết về cái thông tin đó. Lúc mà em đề xuất ly hôn thì cái người chồng đó của em có nắm níu, có níu kéo gì không? Dạ dạ thưa là không chị. Tại vì người ta đã và đang có một người phía một sau rồi. Một mối quan hệ khác. Một mối quan hệ khác rồi nên người ta khi mình đề cập tới vấn đề đó thì người ta ừ thôi. Chỉ cần chờ tới đó thôi, chỉ cần đợi người vợ ừ là chia tay cho nó hợp thức quá thôi. Thì khi mà nghe Thảo chia sẻ vậy thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em cũng khá đồng cảm với hoàn cảnh của bạn đó. Tại vì em sống tự lập một mình từ nhỏ á chị. Em có ngại gì không? Dạ không, em thì quan trọng là mình thương nhau, mình tôn trọng nhau là được rồi chị. Ừ. Thảo hiện tại là mình nuôi con gái luôn đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị ạ. Trường hợp của Thảo là sau khi sinh thì cũng khó khăn đúng không? Sau sinh em gặp nhiều cái trục trặc về tình cảm vợ chồng. Thành ra cái tâm lý của em nó không có được ổn định. Thì em bị một cái vấn đề về tâm lý đó là bị trầm cảm sau sinh. Sau khi sinh 6 tháng là em phải đi điều trị tâm lý.
6 tháng nữa. Nhưng mà bây giờ em đã vượt qua được rồi đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị. Hiện tại thì em đã kiểm soát được nó là khoảng 70% rồi. Chia sẻ vậy để cho các quý ông có đang theo dõi chương trình á, mình cũng phải hiểu và thương cho thân phận người phụ nữ khó khăn trăm bề đúng không? Nãy giờ là nghe Thảo tâm sự, mà bây giờ chưa biết cái những cuộc tình trường của anh chàng bên kia thế nào nha. Sao Thi? Dạ em có hai mối tình mà cũng em cũng định nghĩa nó cũng phải mối tình đó chị. Nó giống rất là giống nhau, cũng như là quen tầm khoảng chưa tới 6 tháng tự dưng là bạn chia tay. Cái bạn nữ đầu tiên là trùng ngày tháng năm sinh em luôn. Cái sinh nhật cái em tặng cái đồng hồ. Tặng xong cái bạn không nói em tiếng nào, bạn đi mất tiêu. Không một lý do. Không một lý do, không lời từ biệt luôn. 3 năm sau một mối tình cũng y chang vậy luôn. Dạ. Có tặng cái gì không? Không, không sao, không tặng gì hết. Không tặng. Dạ. Tặng đồng hồ cũng đi em... mà không tặng cũng đi. Đúng rồi, em nói chung là có cảm giác mình cũng sợ giống mối tình đầu vậy nên em không dám mạnh dạn. Mà cũng có 6 tháng thôi. Dạ, cũng không tới 6 tháng, khoảng 4 tháng mấy 5 tháng. Không một lời từ biệt, không một lý do luôn. Biến mất không lý do không. Biến mất luôn. Lý do gì mà em bị người ta bỏ mà không một lời từ biệt? Cuốn vòng đi ăn xem phim vòng vòng gì đó à. Trời bên đây nói nè, Lê Thảo nói rè. Ở bên bển là bị đục rè. Cho chị hỏi hơi tế nhị xíu là trong mối quan hệ đó nó có thân thiết khăng khít tới mức nào rồi? Nắm tay chị. Nắm tay à? Dưới làm gì khán giả cười cái đâu nhỉ? Có hôn chưa? Chưa. Hả? Năm nay em nhiêu tuổi? 28 chị. Hai mối tình. Dạ. Chưa hôn cái nào? Dạ. Cả hai cô đều chưa hôn cô nào hết. Dạ đúng rồi. Thôi chị hiểu nguyên nhân sao em bị bỏ rồi. Nhưng mà tại sao em không hôn? Sợ chị. Sợ cái gì? Em sợ gì? Hồi hộp chứ ngại á chị. Trời ơi chết rồi, trời bữa này mà 28 tuổi thanh niên mà chưa biết hôn. Lúc rồi tụi câu anh chàng. Có hôn không? Dạ. Có biết hôn không? Dạ biết chị. Biết rồi. 28 tuổi chưa hôn lần nào, có nghĩa là còn trong trắng trinh nguyên. Trong trắng trinh nguyên. Bị mặc cảm gì mà ngại hôn vậy ta? Hả? Bị xứng. Hả? Sao vậy? Em có bị gì không? Không, em bình thường chị. Chắc không? Chắc. Giờ em để dành đi 28, giờ em để dành 2 năm nữa, coi như là cưới xong em là trường sinh bất tử luôn á. Trường sinh bất tử luôn á. Dạ sớm đi, trời ơi chết luôn á. Bây giờ qua tới chàng trai này bên đây của tôi nè. Dạ. Nghe chàng là trai này còn trinh em thấy sao? Hả? Không, em không biết nói gì hơn, phải nói là bạn này quá good. Good là good chỗ nào? Very good. Very good gì tụi đâu nói bình good. Very good gì vậy? Tình trường em sao? Ở đây người ta phơi bài hết rồi đó. Dạ tình trường của em thì... Trời ơi đếm gì vậy? Hả đếm gì vậy? Em có chắc là tính là 4 mối tình. 4? Dạ, yêu hơi sớm một xíu. Mấy tuổi? Chắc là năm lớp 9. Nó tầm tuổi. 5 lớp 9? 15 tuổi. 14 tuổi. Hay gì em hoảng hốt dữ vậy đã? Hên, em bỏ mạng tưởng đâu 9 tuổi chứ. 15 tuổi. 15 tuổi. Yêu đấy là tình yêu học sinh. Nắm tay. Nắm tay. Có hôn má. Thơm má. Thấy chưa? Người ta 15 tuổi người ta đã hơn ông 28 tuổi. Đến mối tình cuối cùng. Rồi dạ. Cuối cùng nè. Mối tình cuối cùng là khi đấy em đang du học ở Nhật 5 năm. Em có đi Nhật hả? Dạ dạ. Em đang học đại học năm 3 thì em xin về em cưới vợ. Ta coi như đã có một đời vợ rồi. Có rồi. Về cưới tháng 1 năm 2018. Cưới xong thì em có quay lại đi học tiếp, định tháng 10 sẽ đưa vợ em sang. Nhưng vợ em lại có bệnh không sang được. Vợ không sang được thì em quyết định về mua vé và xin phép trường cái thứ đến mùng 5 tháng 11 năm 18. Nhưng đến 26 tháng 10 vợ mất. Xin lỗi em nha, dạ, em buồn nên... chuyện cũ của mình. Vợ mất trước khi em về nên không có về kịp. Không có kịp được. Có nghĩa là em đã làm thủ tục mọi thứ nhưng mà chưa kịp về. Còn đúng 10 ngày nữa là em về. Em vẫn quyết định về. Lúc đấy mọi người có khuyên là thôi cứ tiếp tục học nên đi. Quay lại. Coi như học bên Nhật là cũng dở dàng chứ chưa có đúng bằng. Rồi. Vợ mất là 2018. Sau khi cưới tròn 9 tháng. Cuối 2018 là cái năm 2013 năm. Nói chung đến bây giờ thì sẽ là đã vượt qua rồi. Chứ còn có một khoảng thời gian là khá chi là sốc. Rồi bây giờ mình đã ổn định về tâm lý, bây giờ mới mở lòng ra lại đúng không? Dạ. Nãy giờ bên đây cũng đang lắng nghe từng tiếng, từng câu của anh chàng ngồi ghế xanh. Và bây giờ cô gái ngồi cái ghế màu xanh sẽ nói nè. Em trải qua được 3 mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên của em là lúc đó em vừa nghỉ học và quen anh đó. Cái lúc đó là suy nghĩ còn nít quá. Với lại gia đình anh đó khó, rồi em mới chia tay. Em chia tay rồi em quen người chồng của em. Quen với cưới là 8 tháng, 6 tháng sau em mới có bầu bé. Dạ, em ly dị năm 2017. Ủa là cưới xong bao lâu thì ly dị? 3-4 năm.
Rồi mới ly dị. À, gửi thông báo 4 năm bé 4 tuổi mới ly dị. Mình hiện tại là mình cũng giữ, mình cũng nuôi con luôn. Từ dạ, đó em nuôi con luôn. Từ cái từ hồi con còn nhỏ tới bây giờ luôn. Vậy là em lấy chồng sớm đúng không? Dạ đúng rồi, em có chồng hồi 18 tuổi. Dạ. Có ai đeo đuổi mình để mà muốn cùng ngỏ ý chăm sóc con mình, phụ mình không? Sau khi em ly dị á, thì em có quen một anh. Ba. Dạ. Đó, tình thứ ba. Anh đó là con trai một của trong gia đình. Mà gia đình người đó lại như là không thích em vì em đã có con rồi. Sau cái đó là cái tâm lý của em á, em rất là lo sợ. Mẹ em cũng nói là thôi bây giờ ở ngoài không ấy thì thôi lên chương trình đi. Tại vì ở vậy lâu quá rồi. Nếu người ta thì người ta cũng đã có gia đình rồi, còn em thì ta ở tới gần 3-4 năm rồi. Nhưng mà cũng rất là lo ngại. Thôi không sao, tự tin lên. Em còn kém mắng à, đừng có lo. Để tôi hỏi hai anh bên này, sao cả hai bạn trai của mình hồi nãy hỏi bên đây rồi, em cũng vậy, mặc dù là thật ra là mình cũng trải qua một cuộc hôn nhân, tuy nhiên là em cũng chưa có con cái gì hết. Dạ. Thế mình em suy nghĩ như thế nào? Cái đấy của em là bình thường, không có vấn đề gì. Em không có quan niệm bảo là con của ai cả. Nếu khi mà người đấy em đã yêu thương rồi thì con có người đấy cũng là con của em thôi. Hiện tại thì em thấy là cái cuộc sống hay mình gọi là kinh tế của mình nó có đủ để mà mình lo cho vợ con của mình không? Em nghĩ là cũng đủ. Nhưng có một cái là em có hay di chuyển rất là nhiều. Di chuyển là sao? Là công tác? Em đi lại tại vì em có đang kinh doanh khách sạn ở Nha Trang với Vũng Tàu nữa. Ồ, kinh doanh khách sạn nữa. Tại em cũng di chuyển giữa hai nơi đấy cũng nhiều. Hỏi nhà gái coi, ví dụ như lấy chồng mà chồng hay đi công tác qua đêm như vậy thì các bạn gái có đồng ý không? Có lòng tin ở nhau là vượt qua hết ạ. Em nghĩ mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì chắc là cũng không có nhiều điểm mạnh. Việc nhà em làm được, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, vui tính, vui vẻ, hòa đồng, có khả năng kết nối mọi người. Đấy là nhận xét của những người xung quanh. Hay hát, vui vơ. Dạ. Hát là cái điểm yếu hả? Không, điểm mạnh đấy anh. À, điểm mạnh hả? Mình thể hiện một chút điểm mạnh đi nè. Vơ vơ vài câu đi. Vơ vơ nè. Em xin gửi đến hai bạn nữ bên kia với anh chị quý vị khán giả chắc một đoạn của bài Tình Nghèo Có Nhau. Tình Nghèo Có Nhau. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đai các cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Anh không đi tìm người yêu đội trắng thay đen. Anh không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngốc ngà, lầu cao xe cát em ơi, suốt đời vẫn luôn vững bền. Wow, ngon nha, ngon nha. Bên kia là chàng trai đó có thể làm tất cả việc nhà được hết, giỏi giang, hát hay gì nữa. Bây giờ em có một cái sở trường hay là một cái thế mạnh gì để mà bù đắp cho những cái đó không? Sở thích của em á là nấu ăn cho gia đình. Nấu ăn cho gia đình. Dạ, và có thể làm hết tất cả công việc nhà. Cái khuyết điểm của em là em hay nhậu theo tâm trạng. Hả? Hay nhậu. Hay nhậu hả? Hay nhậu hay tâm trạng, rồi có bạn nhậu luôn người ơi. Ủa buồn là nhậu nhiều hay vui là nhậu nhiều? Dạ em vui thì em uống ít, mà em buồn thì em uống nhiều. Mà thường là hay vui hay buồn? Dạ em buồn. Vậy là nhậu hoài, tủ lượng mấy chai? Nếu mà lúc mà em buồn thật sự luôn á, em với nhỏ bạn của em mà nó đang ở ngoài Hà Nội á, là hai đứa thì chắc cũng gần thùng. Trời ơi. Là người nửa thùng á. Chơi nổi không? Đâu bên kia kìa, coi kèo bên kia biết nhậu không? Ôi, biết nhậu không cưng? Biết nhậu dạ. Không? Tôi nhìn cái kiểu này là cái dân này là không biết nhậu rồi. Dạ không phải đâu chị. Hả? Hả? Có nhậu ít. Nhậu ít hả? Nhưng lầy. Trời ơi. Ôi gặp. Lầy là lầy sao em? Em nhậu vào ai? Ủa nhậu ít mà lầy lắm sao được? Mà thường là bao nhiêu ly lon là không lớn bao nhiêu? Tiểu lượng của em á hả? Có những hôm chỉ có 2-3 lon là em cũng say. Là lầy rồi đó. À, lầy thì từ đầu đã lầy luôn rồi. Vô nhậu cái là lầy. Nhậu luôn là lầy. Vậy là chỉ cần nói tới nghe chữ nhậu là lầy rồi. Đấy bây giờ là em đang lầy rồi này. À vậy hả? Nhưng mà em nghĩ sao về một cô gái nhậu nhiều? À thế thì mình lại có cả. Có cả luôn. Có cả nhậu á. À, là có bạn nhậu đúng không? Đúng rồi. Em thấy một cô gái nhậu nhiều vậy em thấy sao? Nhậu mà có điểm dừng là được vậy. Hết thùng dừng. Nhậu thùng nhậu lại đâu. Hết thùng rồi hết bia dừng. Em nhậu được nhiều ít. Khi em về em làm thì em nhậu được 2-3 lon em nghĩ chị. Còn cái này em vui thì chắc cũng 5-7 lon. 5-7 lon. Có cái khuyết điểm gì không em? Tật xấu gì không em? Em hơi nóng tính xíu. Dạ trong cái khi mà công việc với trong cuộc sống mà nó đổ dồn lên đó chị.
khi em hơi nóng tính em la lên. Cô gái ở ngồi ghế màu đỏ thì sao? Em có những điểm mạnh điểm yếu gì cưng? Em thích chăm sóc người chồng và gia đình nhỏ của em. Điểm yếu lớn nhất của em là em hơi bị nóng tính. Bên này nóng tính, bên đó cũng nóng tính, Thi cũng nóng mà Thảo cũng nóng nữa. Bữa nay là Thảo tới với ai nè? Dạ em tới với bạn thân của em và con gái. Tới bạn thân? Bạn thân và con gái. Con gái em nó cũng cái tính em hơi tăng động giống em. Nên chắc chạy vòng vòng đâu đây chơi rồi. Kìa con gái vô rồi kìa. Dễ thương quá. Rồi chào em gái, em giới thiệu về mình đi cưng. Chào khán giả trường quay, chào hai MC, chào bốn bạn chơi. Em lên là Thủy, em là bạn của Thảo. Hôm nay em với lại con gái của Thảo đến cổ vũ Thảo để Thảo có được một tình yêu mới trong khoảng thời gian mà bạn đã bị tổn thương và mất mát quá nhiều. Là một người bạn thân thì em hy vọng là bạn sẽ có được một tình yêu như ý. Hai chàng trai bên đó thế nào nhỉ? Mình thấy là bạn nam ngồi ghế đỏ giống như Thảo cảm nhận á Thảo. Mình thấy là hơi rụt rè một chút xíu. Còn cái bạn ngồi ghế xanh á thì có vẻ trưởng thành hơn. Thủy thấy gu của Thảo nằm ở ghế xanh hay ghế đỏ Thủy hả? Theo Thủy thấy nha, theo cảm nhận mà chơi với nhau lâu năm như vậy thì mình thấy cái bạn ghế xanh này gu của bạn hơn á nha. Cảm ơn em. Không phải là bạn ghế đỏ không phù hợp mà Thủy thấy là bạn ghế đỏ chưa đủ kinh nghiệm để mà có thể trong mối quan hệ với Thảo mà được lâu dài. Cảm ơn em. Con em là bé mặc áo xanh. Áo xanh. Bây giờ con tự giới thiệu tên, con bao nhiêu tuổi, ngày hôm nay con tới với ai và nãy giờ con nhìn thấy hai chú bên đây ai mà con thích nhất? Dạ con tên Bảo Nhi. Bảo Nhi. Rồi, Nhi năm nay mấy tuổi? Dạ con 7 tuổi. 7 tuổi, hồi nãy giờ con có nghe mấy cô chú trên này nói chuyện, con hiểu không? Dạ hiểu. Hai chú này nè, một chú ghế xanh, chú ghế đỏ nè. Con tư vấn, nên tư vấn cho mẹ con là chọn chú nào? Con nghĩ là chọn chú áo vét thôi. Chú áo vét ở ghế màu xanh. Có chú áo vét. Tại sao? Tại sao con lại chọn chú màu xanh? Tại vì con thấy cũng được. Được là được chỗ nào con? Con thấy chú này cũng được nè. Dễ thương nè, hiền lành nè. Vui tính nữa, về có thời gian chơi với con nữa. Sao con không chịu? Tại vì con thấy hơi kỳ. Hả? Con muốn mẹ hôm nay lên đây sẽ như thế nào? Con muốn mẹ hôm nay lên đây để được làm người yêu của người khác. Wow. Giờ con đó, con chọn chú áo vest màu xanh phải không? Giờ con phỏng vấn chú vài câu cho cô coi. Con nói chuyện trực tiếp với chú. Chú ơi. Ơi. Chú có nó ăn giỏi không? Chú nó ăn ok. Chú biết làm mì xào không chú? Hả? Chú biết làm mì xào không? Mì xào hả? Ok, chú biết làm hết. Chú có chở con đi chơi không? Rất đơn giản. Con hỏi chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Qua chú ghế đỏ. Có ghế đỏ nha. Có hỏi chú ghế đỏ là có tia đó. Hỏi đi con. Chú ghế đỏ có biết nấu ăn không vậy? Biết. Nhưng mà một số món như là cá chú không biết làm. Nếu mà mẹ con đòi cái gì thì chú có làm gì được không? Có. Thí dụ như mẹ con đòi cái gì nè? Thí dụ mẹ con đòi mua đồ. Thì chú mua cái gì con? Mua đồ. Mua cái gì con cụ thể luôn. Cụ thể luôn. Con biết là mẹ con thích mua cái gì con hỏi chú luôn. Có thể là mẹ con thích mua những cái bộ đồ. Đồ đẹp mặc hả con? Những bộ đồ đẹp. Chú có mua không? Dạ mua chị. Dạ con trả lời. Trả lời với con. Dạ chú mua con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Mấy bộ? Theo yêu cầu của mẹ. Cho con chọn lại đó. Giờ con chọn chú nào? Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ chỉ vì mấy bộ đồ thôi con đã quyết định chọn chú ghế đỏ. Nhưng mà nãy giờ thắc mắc là chị bầu với chị hot girl là đi với ai vậy? Dạ em xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Em chào hai MC. Con chào cô bên nhà trai. Em xin tự giới thiệu, em là tên Ngọc, bạn thân của Mai. Theo em thì em thấy Mai hợp với ghế màu xanh. Tại vì em thấy là bạn đã trải qua một cái cuộc hôn nhân, nên là có thể hiểu được cái cảm giác của bạn em. Và có thể hai người có thể bù đắp và dung hòa tình cảm với nhau. Ý kiến của bạn bè đôi lúc chỉ là tham khảo, nhưng mà ý kiến của con gái là đôi lúc phải nghe nha. Họ nhà trai chỉ có một người lớn duy nhất tham gia ngày hôm nay. Con chào cô. Xin chào toàn thể trường quay và hai chị và các cháu tham gia rồi chơi. Tôi là dì của cháu Thăng. Riêng cháu Thăng ở nhà tôi thì cháu thì rất chi là linh hoạt, vui vẻ.
thì cũng có trải qua một đời vợ như vậy. Thì qua cũng là cháu nó cũng bị sốc mấy năm, anh em bạn bè cũng là động viên cháu là vượt qua và sẽ ấy. Thì cháu đăng ký chương trình. Ngồi nghe nãy giờ thì hai cháu bên đây thì cũng là hoàn cảnh như vậy. Thì thật ra là người phụ nữ mà ai cũng cảm thông. Theo gì thì cái này thì là phải để cho cháu tự lựa chọn. Nói gì thì chỉ là nhìn thì hai cô gái cô nào cũng dễ thương. Dì cũng mong là cháu sẽ tìm một người bạn mà hợp tình và hợp lý và thông cảm và cùng hoàn cảnh với mình. Mong là cháu là tự lựa chọn theo trái tim của mình. Khó quá. Đi qua đây làm chi vậy? Qua thăm. Thăm gì vậy? Thăm. Thương à, hy vọng lần này em sẽ vượt qua được cái mối tình nó hơn 6 tháng. Hai cô gái ở đây rất căng thẳng Tường ơi. Em vừa nghe ông cú thở dài. Mở cửa trái tim. Wow. Thế hồi hộp. Có gì đâu em, mình mới nhìn thôi mà. Xinh quá. Xinh quá hả? Ủa sao bên kia không dám nhìn luôn hả? Sao vậy em không dám nhìn luôn hả? Qua nắm tay đi. Hai chàng trai thốt ra, một chàng trai xinh quá, còn chàng kia chỉ lắc đầu. Để nhà trai tôi im lặng. Tình rồi. Tâm hai nhà trai rất rung. Ưu tiên họ nhà gái phát biểu cảm nghĩ trước. Thảo ngồi gần ghế màu đỏ. Hai người nãy giờ là gần nhau như sạc điện qua sạc điện lại á. Bây giờ cảm xúc như thế nào? Cho em xin hỏi hai chàng trai một câu hỏi. Hai anh nghĩ như thế nào khi mà mình tiến tới với một người phụ nữ mà đã lập gia đình rồi và đã có con rồi? Cơ thể của họ sẽ không được như những người phụ nữ bình thường, có những cái điểm khuyết điểm xấu và những cái chỗ mà người ta không muốn cho thấy. Mấy anh có thể yêu thương con của người phụ nữ đó như con của mình hay không? Em muốn hỏi ai trước? Em muốn hỏi anh ghế xanh trước ạ. Quan điểm của anh về cái việc người phụ nữ đã từng trải qua một đời chồng rồi và có những cái tổn thương rồi á, anh trân trọng tất cả những cái điều đấy. Anh khi đã yêu ai rồi á thì tất cả những gì của người đấy thì là của anh. Dạ em mời anh ghế đỏ. Sau khi một trải một tình mình đổ vỡ á, thì đứa bé nó sẽ bị thiếu thốn một phần tình cảm. Thì anh chỉ cố gắng đừng bù đắp cho hai người. Còn cái vấn đề mà em nói là vấn đề sinh nở thì anh, cái đó anh cũng có một chút tìm hiểu là khi phụ nữ họ sanh á thì họ cũng phải tiêm thuốc vô cái xương sống, họ rất là đau. Sau khi sinh thì họ phải ở nhà giữ con rất là cực. Chung là em có đã trải qua của cái đó rồi, đã trải qua của cái đó rồi. Em trải qua cái đó rồi. Em động, em đó hỗ trợ chị. Em nói cảm nhận của Thảo khi mà nhìn thấy hai chàng trai này như thế nào? Theo cảm nhận của em về mặt nhìn á và cái mặt nhìn trước thì em có ấn tượng với anh ghế xanh hơn. Ừ. Cái cuộc hôn nhân trước của em á thì nó trải qua rất là nhiều đau khổ mà người phụ nữ sau sinh đó, người ta ở những cái vấn đề mà cần cái người chồng người ta tâm lý nhiều hơn. Thì ở người chồng trước thì em không nhận được cái điều đó ở người ta. Thế còn em gái, cảm nhận của em về hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay như thế nào? Thật sự là tại vì em cũng đã từng đổ vỡ rồi nên tình là trải hết rồi. Dạ. Nghe cái tâm sự của anh ghế xanh là em thấu hiểu được cái nỗi đau mất mát đó. Bây giờ tới cảm nhận của hai chàng trai nè. Trước tiên là đổi áo là chi của người ta đi. Ông Đạt, anh Tàu sao? Người ta đổi chỗ không đổi, ông qua đổi áo. Đổi ta đổi luôn con người, đổi có cái áo không. Trời ơi. Về đúng là con người của mình rồi đó. Đó. Đúng con người mình rồi đó. Giới thiệu cho các em. Đây, anh nắm tay. Rồi, em nói trước đi. Cảm nhận của em về hai cô gái của chương trình như thế nào? Em thấy hai cô gái này hoàn cảnh thì rất là giống nhau. Ừ. Em cảm nhận là hai cô gái cũng có một số điểm tương đồng với em. Ừ, cố gắng lên nha, phải nói sao cho hay sàng nha. Đây nha, là cơ hội cho em đó. Đây là Thảo nè, đây là Mai nè. Thảo Mai. Người Thảo Mai. Trời ơi, cho Thảo Mai luôn hả? Thảo Mai. Bây giờ là cơ hội cuối cùng nè. Nói không? Dạ nói chị. Rồi nói nhanh. Mời em. Cái gì vậy? Cầm không, cầm người ta lên rồi. Thể hiện đàn ông mà. Qua đi cưng. Nhờ anh mày. Ồ. Cũng như là Thi nói, có nhiều thứ Thi nói cũng như là không được tốt nên Thi viết một lá thư. Nói gì đi em, nắm tay đi em, xin nắm tay đi em. Nắm tay. Nắm tay mới thử cảm xúc được. Thì xin nắm tay mày.
thì biết Mai đã trải qua nhiều cái khó khăn cuộc sống. Thi không hứa nhưng mà sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ con Mai. Is that? Xong chưa? Xong chưa? Dạ xong rồi. Ok ok. Rồi thôi được rồi, buông tay. Rồi rồi rồi. Chị vẫn muốn em nắm tay luôn cả Thảo nữa. Dù sao Thảo cũng là cô gái mà chương trình đã ghép đôi cho em. Đúng rồi. Đo cũng luôn cần cảm người xúc. Đàn ông. Chàng trai cần phải có nhiều nắm tay hơn tình nữa. Cảm. Rung lắm anh Đạt. Rồi không. Rung lắm luôn. Rung lắm rồi. Có nói gì không nè? Thì chỉ nói một câu là Thảo cố lên nha. Cảm ơn. Rồi nha, chị đã tạo đầy đủ cơ hội cho em, đừng nói là chị không có tạo cơ hội nha. Dạ. Rồi bây giờ là đến bên đây nha. Bây giờ mình bản lĩnh tự tin mình đến thẳng luôn đi Thăng. Dạ. Thăng luôn. Nhìn thấy hai bạn quá xinh. Không nghĩ là mình sẽ được sắp xếp để gặp các bạn xinh như vậy, làm cho em rất khó. Khó để lựa chọn. Giờ thật tiếc. Tiếc vì nếu được em sẽ chọn cả hai. Xong tình huống dần dần. Tại vì có quyền, có quyền mà em. Đó là cái con người mình phải có cái sự tham lam chứ đúng không em? Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Bây giờ em muốn lại gần để cảm nhận. Cho em nắm tay mỗi người 30 giây. 30 giây thôi á? Ừ, nhanh lắm em, thời gian. Ông này ông nói con câu à, cố lên em là hết giờ đó. Rồi mời rồi. Em anh xin phép em có thấy anh run không? Anh đang rất run. Tay em lạnh. Cũng run. 30 giây hết rồi. Thôi đi. Hết giờ luôn. Chào em. Cho anh được. Gì khóc rồi hả Cưng? Sao thấy chùi nước mắt vậy? Đâu lau mồ hôi đấy chị. Tay em cũng lạnh hả? Em đang run. Rồi rồi rồi. Về về luôn. Không bây giờ về về để dành mấy câu nói sao? Về về. Đừng lầy đừng lầy. Trời nắm tay tôi. Thôi đừng lo tôi về. Kính thưa quý vị, và bây giờ không còn gì để nói hết. Chúng ta sẽ đến giây phút quan trọng nhất. Đó là khoảnh khắc quyết định. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-in-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Hãy nhìn kỹ vào những chiếc nút bấm nơi ghế của mình và đưa ra sự lựa chọn. Các bạn có quyền bấm nút đỏ, bấm nút xanh hoặc cũng có quyền không bấm nút nào cả nếu như chúng ta không cảm thấy rung động. Sau 3 tiếng đếm của ông Mai, Hứa Minh Đạt, các bạn hãy đưa ra sự lựa chọn của mình. Xin mời. Và đây là sân khấu của ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc thật của trái tim. 3 2 1 Hết thời gian. Bấm. Đường Vân Di đã đi về bên đây, chỉ có hai bên đây đi về với nhau. Hai bên đây đi về với nhau nè. Ừ. Còn xanh với xanh này là đi về luôn. Vậy là chúng ta cũng có được một cặp đôi. Chúng ta có một đôi em đây rồi. Xin mời Thăng. Xin mời Thảo. Chúng ta đã trở thành một cặp đôi. Vậy mà tôi tưởng nó trớt quớt chứ trời. Rồi tôi bị quán gà. Đúng địa chỉ chưa? Rồi đúng rồi. Chắc không? Dạ. Chắc cứu không? Chắc mà. Thì nhìn qua cổ, nắm tay cổ. Rồi nói là những lời nãy còn chưa nói xong nè. Ừ. Cho anh lại lấy quà. Quà này em tặng chị. À cảm ơn em. Cảm ơn em. Tặng em. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Còn đây là món quà anh chuẩn bị trước. Anh đeo cho em ha. Wow. Đây, để. Đây, còn cái này em sẽ dùng cái này làm cái gì nè? Món quà này em gửi tặng cho anh. Thì em cũng không có gì nhiều hết. Em lần đầu tiên em gặp anh, em cũng không biết tặng gì cho anh hết. Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ là món quà này cần thiết đối với anh. Anh có nói là anh đi công tác nhiều á. Thì em nghĩ chiếc ly này sẽ đi cùng anh. Wow. Giống như là em ở bên cạnh anh. Ở trên đó có dấu son của em. Có vết son của em nữa. Một tràng pháo tay cho cặp đôi ngày hôm nay.
Tường ơi, ở đây vẫn còn lẻ loi món quà vậy. Mời lên đứng luôn cho sao giờ. Bây giờ lên em trai. Món quà này nè. Mời Thi. Em có gì không? Em tặng cho anh ghế đỏ. Tặng cho anh ghế đỏ. Đấy em qua anh đây. Ghế đỏ à. Hôm nay em cũng cảm ơn anh và cũng tại vì cái thời gian nó quá ngắn nên là cũng có thể là mình chưa có hiểu được những cái suy nghĩ, nói chung là mình có duyên gặp đây, nếu mà còn cái thời gian sau nữa có tặng anh cái dây thắt lưng. Cảm ơn em. Dạ. Rồi. Về vị trí cũ em. Em đứng đó. Nắm tay. Đó. Đó. Như đấm cứ luôn. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Anh xin phép cho anh hôn em vào má. Quý vị, như vậy là chương trình hôm nay ông mai bà mối cũng đã thành công được 50%. Nắm tay vào đi hai bạn, đừng buông tay nhau ra dù cho giông bão có xảy ra. Chúng tôi sẽ có những phần quà dành tặng cho, trước tiên là cặp đã thành công trong chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc điện thoại Realme chụp siêu nét, sạc siêu nhanh, xin gửi tặng cho hai bạn. Wow. Đây một chiếc điện thoại, đây gửi tặng cho em. Hai bạn không ghép đôi thành công cũng có một món quà, đó là một chiếc điện thoại Realme. Đây em một cái. Nhưng mà nãy nghe hẹn hò với nhau là mình thể gặp nhau riêng đúng không gì? Sẵn có điện thoại đây, bỏ sim vô xin số luôn nha. Và đây là phần quà dành tặng cho các bạn. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước uống thảo dược Thổ Phục Linh từ công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam Vinahealth Food. Gửi tặng cho hai bạn nha. À hay quá. Đây tặng cho đây. Em đây là nhãn hàng bột giặt John 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một, tặng cho mỗi bạn một combo bột giặt cho. Và đặc biệt, đây là phần quà đặc biệt đối với những cặp đôi mà ghép thành đôi, nếu mà tiến tới hôn nhân sẽ được sử dụng bột giặt Joy 2-in-1 miễn phí 1 năm. Wow. Wow. Nếu như các bạn đang còn độc thân, muốn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình thì hãy nhanh tay đăng ký vào chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách là tải và cài đặt ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để đăng ký tham gia chương trình nhé các bạn. Kính thưa quý vị và mọi người, hãy nhớ đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một, đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết nối cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỷ cho chúng tôi nha. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye. Thì bây giờ anh Nguyệt đang đột nhập vào trong phim trường của ghép đôi thần tốc, và vừa rồi là một phần ghép đôi rất là dễ thương và vô cùng đáng yêu của cặp đôi ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ tiến lên trên để có thể một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ có thể theo dõi được cái cảm xúc của người chơi sau khi mà xuống sân khấu sẽ như thế nào nhé. Đường Vân Chi đã đi về bên đây, chỉ có hai bên đây đi về với nhau. Hai bên đây đi về với nhau nè. Ừ. Còn xanh với xanh này là đi về luôn. Vậy là chúng ta cũng có được một cặp đôi. Chúng ta không? Rồi ngày hôm nay rồi. Xin mời Thang. Xin mời Thảo. Chúng ta đã trở thành một cặp đôi. Vậy mà tôi tưởng nó rất quớt chứ trời. Thôi tôi bị quán gà. Còn đây là món quà anh chuẩn bị trước. Anh đeo cho em ha. Wow. Wow. Rồi. Đây 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 đây. Đây. Đây, còn này em sẽ dùng cái này làm cái gì nè? Món quà này em gửi tặng cho anh. Thì em cũng không có gì nhiều hết. Em lần đầu tiên em gặp anh, em cũng không biết tặng gì cho anh hết. Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ là món quà này cần thiết đối với anh. Và anh có nói là anh đi công tác nhiều á. Thì em nghĩ chiếc ly này sẽ đi cùng anh. Wow. Đúng, giống như là em ở bên cạnh anh. Ở trên đó có dấu son của em. Có vết son của em nữa. Một tràng pháo tay cho cặp đôi ngày hôm nay. Chào chị. Cảm xúc của anh bây giờ là rất vui, hạnh phúc, rất khó tả. Hay là mình làm bằng hành động hết ta? Dạ. Rất là mừng và vô cùng dễ thương nha mọi người. Còn đối với chị thì sao? Chị có cảm xúc như thế nào? Hiện tại á, cảm xúc hiện tại của em cũng đang cũng vẫn còn rất là run mà. Tay em lạnh hết trơn. Hôm nay em đi đến đây á với tinh thần là mình đến mình chơi và mình kết bạn thôi. Thì em không có nghĩ là sẽ được ghép đôi thành công với anh Thăng. Đến dưới nãy giờ em ủng hộ hả?
lắm nhỉ. Hôm nay chị đến đây cùng với ai? Con gái. Con gái rất là dễ thương. Bây giờ con gái đâu vậy? Con chào cô đi con. Con chào cô. Con tên gì? Con tên gì? Con tên gì? Con nói mẹ nghe nè. Con tên gì? Con tên gì? Ôi, dữ quá. Con tên gì? Con nói mẹ nghe nè. Con tên gì? Ăn rồi. Dạ. Giống như lúc nãy anh bảo là sẽ có một cái dự định gì tương lai sắp tới cùng với hai mẹ con. Mà trước mắt thì anh với Thảo sẽ tìm hiểu nhau thêm. Và nếu tiến tới xa hơn thì lúc đấy anh sẽ mời mọi người. Nhớ nha, chỗ ghép đôi thần tóc đang chờ đợi thì ký thiệp mời của anh chị rất là lâu luôn á. Hy vọng là trong thời gian tới thì mọi người sẽ có thể nhận thiệp mời. Bây giờ chắc mình đi ra bên ngoài mình lưu lại những cái tấm hình kỷ niệm cùng với chương trình hả? Cảm ơn. Okay. Thì nói có những thứ thì nói cũng như là không được tốt nên thì viết một lá thư. Nói gì đi em, nắm tay đi em, xin nắm tay đi em. Nắm tay mới thử cảm xúc được. Thì xin nắm tay, nắm tay mà. Thì biết mà đã trải qua nhiều cái khó khăn cuộc sống. Thì không hứa nhưng mà thì sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ con mày. Thì đó. Hôm nay em cũng cảm ơn anh. Và cũng tại vì cái thời gian nó quá ngắn nên là cũng có thể là mình chưa có hiểu được những cái suy nghĩ. Nói chung là mình có duyên gặp đây. Nếu mà còn cái thời gian sau nữa, có tặng anh cái dây thắt lưng. Cảm ơn em. Dạ. Và anh chị uống nước. Ngày hôm nay anh chị có vui không ạ? Dạ. Rồi, em muốn em uống đi. Rất là vui, còn cũng cảm ơn chương trình. Nhờ chương trình cũng có thể em tìm thêm được một người bạn, hoặc là cũng có thể biết hơn nhiều cái tiếp xúc với đám đông, hoặc là đấy, với lại nói chung là tụi em cũng có thời gian quá ngắn nên là cũng nhiều khi là cũng còn một cái gì đó để là chưa có hiểu hết. Như vậy thì nói chung là trong chương trình thì không có thể cùng nhau họp, cùng nhau bấm nút, thì nếu mà ra ngoài có thể là cùng nhau nói chuyện. Dạ đúng rồi. Đối với anh thì sao? Cũng có buồn một chút nhưng mà không sao, anh cũng đã xin số điện thoại bằng này. Nếu mà trong chương trình này cũng như bạn nói, hai bên cũng chưa có thời gian để hiểu nhau á, thì mình ra ngoài mình có thể nhiều thời gian mình trao đổi với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Tại thưa anh cũng thấy chị, thấy bạn cũng xinh, anh cũng hơi rụt rè, anh cũng chưa biết ta tụi mình sao, có khi nào ra ngoài lại là có duyên khác. Nói chung là thích đúng không? Đúng rồi. Thời gian ngắn quá. Đúng rồi. Chưa đủ để chinh phục đúng không? Đúng rồi. Rồi, chúc anh chị lần sau thì mình sẽ tiếp tục nha. Ngày hôm nay anh chị có cảm thấy vui không? Hôm nay mình cảm thấy rất là vui. Vui mà có vui, có hồi hộp, có bất ngờ. Bất ngờ có. Hiện giờ cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc nhiều hơn. Còn đối với anh thì anh? Anh rất vui, rất hạnh phúc. Thì bây giờ theo anh là phải nghe, bắt đầu phải nghe từ bây giờ á. Phải nghe từ bây giờ để sau này còn có thêm nhiều cái bước phát triển khác hơn nữa đúng không? Đúng rồi. Nếu như mà dành một cái câu nói cho cái cảm xúc ngày hôm nay của anh thì sẽ nói gì? Tuyệt vời. Tuyệt vời.